Nếu bạn đang cần mua Roblox, thử vận may vòng xoay may mắn, có cài thơi tận tâm uy tín, dễ dàng mua nhiều lên thanh toán. Mèo xanh.net. Tụi tôi có bán. Mèo xanh.net. Tụi tôi có hết. Rất nhiều ưu đãi. Khuyến mãi thật hay. Còn chờ chi nữa? Hãy truy cập ngay. Mèo xanh.net. Nếu bạn có nhu cầu mua account Roblox hay là những dịch vụ game khác thì hãy truy cập mèo xanh.net để mua đồ ủng hộ shop của Deadwood với mèo nha. Hello mọi người. Hello. Từ cái mic tôi đâu rồi ta? Đây rồi. Hello mọi người. Mấy bạn khỏe không mấy bạn ơi? Hello. Chắc là mọi người thấy rồi đó. Mọi người bắt đầu chia sẻ rồi. Hôm nay mọi người nhớ nha, ủng hộ mèo xanh.net nha. Trời ơi, bữa giờ mình quên quảng cáo với mọi người. Mình có cái này, mình có shop Roblox và Roblox, tất cả mọi thứ ở mèo xanh.net nha mọi người. Mọi người giúp tôi chia sẻ nha mọi người. Mọi người muốn mua cái ác quỷ, mọi người muốn mua account lắm. Account Roblox thì các hello, bạn Nguyễn hãy Tấn vào shop mèo xanh.net để mua giúp mình nha. Mọi người biết gì không? Mèo á mới mở ra cái tính năng hội viên bắt chước giống tôi. Nhưng mà bên này mèo á xịn hơn của tôi. Xin lỗi, tôi là bản nâng cấp nha mọi người. Nên tôi đang cảm thấy rất là bực mình vì mèo có một cái quả hội viên xịn quá, chất lượng quá mấy bạn. Đúng, hội viên YouTube tôi là được update xịn hơn. Đúng rồi, rất là xịn luôn. Tôi còn định là tôi mai ngày mốt tôi anh sẽ lên livestream để quảng cáo kiểu gì mấy bạn muốn đây. Kêu anh làm mặt xấu để tạo hình mấy bạn gì mà không có đâu, không có đâu, mặt mình đẹp trai sẵn rồi sao xấu nổi được giờ. Bởi vậy á, mọi người hãy giúp tôi chia sẻ livestream này đi mọi người, đặt thông báo cho mấy bạn fan anh biết ơi là tôi có shop mèo xanh.net nha. Và tôi chỉ chia ở đây. Hôm ở đây thôi. Là YouTube chứ ở đây là ở đâu? Ở đây nè, ở YouTube nè. Hôm nay là ngày mấy ta? Ngày 31 tháng 1, Deadwood đang livestream ở YouTube Deadwood VN nha mấy bạn. Đó, mấy bạn nào đang xem ở YouTube Deadwood VN là mọi chưa? Người đã xem đúng rồi đó. Mọi người sẵn sàng đến cùng Deadwood hôm nay là chúng ta quỷ diệt nha mọi người. Livestream YouTube Deadwood World nè. Đúng rồi, trở lại làm mình làm Deadwood tiếp mọi người, từ từ để tôi thay cái thùng nhìn cho nó uy tín nè mấy bạn. Tôi đã mất tiêu rồi ta. Này tôi phải để cái hình ảnh Bedwer lên cho mấy bạn fan biết là hôm nay tôi đang đánh Bedwer. Oh my god. Mọi người vô đăng ký gói YouTube mèo channel quá trời luôn. Vậy mấy bạn đăng ký gói gì? Cảm ơn Sion nha. Hello em. Ê từ giờ bạn nào donate cái tôi chỉ tên bạn đó lên vậy đi cho nó vui mấy bạn. Ủa mấy bạn á, để là mấy bạn khoe cái mà chào mừng bạn trở thành hội viên của mèo channel, YouTube mèo channel. Trời ơi, mèo có nhiều hội viên quá, tôi ước gì tôi cũng có nhiều hội viên như mèo. Mấy bạn tham vô hội viên của mình với. Hội viên của ông cả đông mà ông nói gì vậy? Tụi có nhiều bạn hội viên đâu, hôm trước á là gì ta. Hôm trước tôi làm nhiều điều mà giờ tôi cảm thấy là tôi không nghĩ mấy bạn vô nhiều tới mức vậy luôn á. Dạ hối hận quá hả? Hôm trước tôi định làm cái bảng ra đặng ghi tên, tôi nghĩ là chỉ có vài bạn vô thôi nên tôi định làm cái bảng ghi tên hội viên mà bây giờ tới mấy trăm bạn vô lần này giờ cái bảng là chắc sẽ nhớ hết. Giờ tôi hẹn luôn mấy bạn fan giúp tôi giải thích một câu bây giờ cái bảng làm sao tôi chết hết, thì tôi nhìn nhiều tên quá tôi chết không hết. Sáng chánh luôn rồi. Mấy bạn vô nhiều quá. Chơi ngu lấy tiếng luôn rồi. Xong luôn rồi. Bởi vậy mấy bạn tham gia hội viên nữa đi, đặng mình có động lực mình làm cái bảng bự hơn các bạn. Hay ghê. Thiệt, nói là làm gì khác nói là làm. Ôi một ngày trước là Vi Trang mới tham gia, Ngọc Trâm mới tham gia, anh Nguyễn mới tham gia hội viên. Chị mèo sướng quá trời luôn á. Của ông đó, ông thằng đèn tôi đang đọc của ông. Ủa, đó. Mấy bạn tham gia hội viên của tôi quá trời vậy hả? Một ngày trước là được tham gia kìa. quá đã. Rồi. Tôi đã có được rất. Hôm nay đánh Big World nha mấy bạn. Được rồi, nãy giờ ngồi tôi ảnh cái mặt tôi trình hình lên rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau qua Best World thôi mọi người. Ê da, trời ơi. Sao cái màn hình Best World của tôi nó đen hồi vậy? Tôi sẽ được nhiều hội viên hơn. Hội viên của bước tôi hồi là nghẹp đấy. Best World đây. Sao mà nó tối thùi vậy? Tôi phải đứng ở chỗ nào mà nó cho nó sáng cái mặt tôi lên mới được. Đây. Rồi, ok mọi người, hello, xin chào mọi người nha. Bên tôi có quá trời bằng hội viên luôn. Nhờ tôi quảng cáo hết. Mấy bạn fan mà hội viên, bạn nào mà xem video này mà tham gia hội viên của mèo á, bạn nhớ bình luận vô cái video mới nhất của mèo là nhờ Deadwood. Cảm ơn Deadwood đi mèo ơi. Deadwood ơi. Vậy Bích Trần với tướng em vô cái hội viên đô đốc hải tặc của tôi. Đây. Oh my god. Vô hội viên xịn nhất của mèo luôn. À. Hội viên đó mèo nói gì mèo rồi cho số điện thoại cá nhân gì nào. Chưa, hội viên nó chưa có cho. Vậy á, chiều này nghe nói gì cho số điện thoại cá nhân gì. Không, cái đó là tôi hỏi các bạn là các bạn có muốn mình update lên một cái phiên bản gọi là maximum, gọi là master hội viên không? Các bạn muốn biết số điện thoại cá nhân của tôi không? Comment đi. Tôi cho các bạn hội viên hả? Tôi với bạn muốn biết số điện thoại không? Tôi sẵn sàng móc điện thoại ra để trả lời điện thoại các bạn. Trời ơi, hai bạn vô cái hội viên đâu đó phải tặng cái tôi kìa.
mấy bạn có biết không? Mình hay là mình chơi ngu, bữa mình khoe số điện thoại của mình lên cho bạn hết hồn chơi ta. Ủa khoan, tôi biết cách nào để nói chuyện với bạn hội viên ta. Gì? Nè, tiếng em nè, trời ơi, I love you em, phải bình luận vô mới được. Để tôi coi coi, có kìa, muốn nè. Móc cái điện thoại lên. Bây giờ tôi đọc số điện thoại bạn nào lắng nghe được thì nghe nha. Tôi đọc nhanh lắm. Không bấm nữa mà sao vậy? Không tắm, không tắm. Nhanh lên. Không bấm nữa mà sao vậy? Rồi, bạn nào nghe được tới đó là còn 3 số cuối tự đón nha. Tôi không nói đâu. Rồi, Hiro vô chưa Hiro ơi? Thôi, mình vô mình. Rồi, rồi. Rồi đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở đầu trước bằng một trận mua đời. Gì vậy? Nói vậy hồi chứ giờ bé vừa quýnh. Ủa tôi đang ở đâu ạ? Bạc tay mèo nè. Rồi bạc tay tôi giới lâu quá mình không có chơi nè. Rồi tí. Rồi do anh sao tao tạo. Hello Nguyễn Văn Khánh. Ít he tôi do anh. Gì vậy? Hai anh hội viên. Anh chị mèo gì cho tôi. Tôi chưa đọc được tôi tức quá. Tôi tức quá tôi chỉ bạn này. Bạn Nguyễn Văn Khánh nè. Xẹt bạc tay. Mới đồ nét cho tôi. Ủa hốt sao tôi lít vô không được hết. Gắn cái tôm đồ nét qua bên này cái gì? Sao tôi lít vô không được. Để tôi lít tu lên. Mà tôi lít vô có được đâu. Sao? Tôi lít vô được tôi accept không được. Mèo chờ tôi xíu mèo. À, hình như là tôi đã cho. Rồi tôi để cái top donate ở đây nha. Đó, cho mấy bạn nào donate thì sẽ được hiện top donate lên. Cho mọi người. Hello Sion. Ai mấy bạn vô livestream hay là bạn coi video của tôi mà có quảng cáo, mọi người dành một ít thời gian để xem quảng cáo đi mấy bạn. Mấy bạn được skip giúp tôi. Mọi người ơi, trước khi xem livestream video trước thì các bạn hãy chia sẻ livestream YouTube giúp Red Hood đi. Rồi, cái hút livestream YouTube nha. Mọi người xem chưa nha. Mời tôi lại cái hút. Mời đầu vậy tính là mời đầu vậy luôn. Mời lại cái thử mèo vô đâu? Rồi. Vô chưa? Vô rồi. Vậy nãy giờ bắt hành. Đợi lặt đâu? Em đây chưa thấy mời hết nha. Ủa mọi người nó bị máy giờ cho qua chơi với. À nó cái tên nó là gì Hiro? Đó là tên là Rimi. Rimi gì đó. Rimi VN. Chữ chữ đọc sao? Rồi tôi thấy nó thuốc ở đâu rồi. Dạ. Dạ nha. Mời em. Gì đọc lại nó gì? Rimi dài. Rồi dài M E V N. R I dài. Rồi xong. Đó Rimi, R, I dài, M, 2 chữ E. Mày không biết có phải thành viên của team mình không ta? Tôi thành viên của team mình là nhiêu tên là tôi biết đủ á. Thành viên con này hình như là không phải rồi. Không phải rồi, cho nên không có nhớ tên nó đâu. Ủa mèo, tôi mới biết là mèo nhìn cái tay trong Minecraft của tôi nè. Tôi xoay qua trái, cái tay tôi sẽ đánh qua trái. Tôi xoay qua phải, cái nó đánh qua đánh lại nè. Ủa gì vô đi vậy? Ủa mèo không biết hả? Nè nhìn nè. Ý tôi nói là ông làm như là ông mới biết vậy á. Ờ tôi mới biết. Ủa nào giờ nó vậy mà? Không, cái tay trên màn hình á. Ừ, nào giờ nó vậy mà? Tôi không biết mèo. Trời đất ơi, ông đi hả? Tôi không để ý luôn. Ừ rồi, ông nhảy đi còn cà tưng cái gì kìa. Em không coi like của anh nữa. Anh làm gì em không coi like của anh nữa. Hôm nay là đại hội. Giận. Này, em giận anh giận ngược lại. Anh không like cho em coi, anh tắt like nghỉ. Hôm nay đại hội giận nhau á, tôi không hiểu. Rồi nói vậy thôi chứ like tiếp. Em coi mấy bạn khác còn đang coi em. Giận em quá nên like cho mấy bạn khác coi. Ok, làm trước trận mua đời đi. Cảm bạn nào muốn vô đây solo với tôi không? Cảm ơn mấy bạn đã chia sẻ like trên YouTube của Red Hood nha. Lâu lâu gặp anh vui quá. À chắc là cho số điện thoại không cho ba số cuối tức chứ gì. À số cặp. Ơi, ba số cuối tự đón mới đẹp. Lắm rồi mới chơi mua đờ đó thật Linh ơi. Cái gì mà tôi có 3% để trở thành mua đờ thôi vậy mù quá vậy. Chơi mua đờ bạn hay chơi hàng lắm, đừng có đá stream tôi nha bạn. Hay thằng đá stream. Đó đó, tôi mới đọc comment có một ông giận cái giờ mấy ông khác. Giận hết luôn. Ừ giận đi. Từ giận quá. Nói này nói chuyện mình luôn á. Tôi là dân thường. Tôi cũng là dân thường. Mọi người nghe. Em cũng là dân thường. Tôi là dân thường. Tôi là giang hồ. Ai cũng giận cái chất dân thường với tôi hết vậy. Tôi là giang hồ đây. Mọi người nghe thôi, chờ hình ảnh tụi mình rõ. Mấy bạn bình luận cho tụi mình biết. Ê Rimi, nhảy xuống nước đi Rimi. Nhảy nước đúng. Rồi. Lạc nhảy nước đi. Ừ. Rồi ngu nhảy nước là chết. Ủa sao không chết ta? Cái gì vậy? Chưa chết. Chết mất máu. Rồi. Con lạc nó nhảy xuống nước nó mất máu rồi kìa. Ngu. Rồi lên không được luôn. Lạc nó sẽ chết. Lên được rồi. Ê mèo đứng đó một hồi là mèo cũng lên dễ luôn. Rồi đó. Cố đâu? Tôi nè, tôi sau lưng nè. Chờ đi với tôi. Chờ đi chung với. Không. Nãy giờ mua đờ là nào ta? Không biết. Mua đờ của Nhật Hero á. Không dạ. Có nha. Em nghĩ là mút nha, anh dụ em xuống nước đó. Con này nó nghĩ ra cái kiểu như là nó nghĩ vậy đó. Nó nghĩ ra, nó chỉ nghĩ ra chứ là nó làm gì có bằng chứng gì. Chả biết. Tôi mà có kiếm là tôi chém nó đầu tiên. Mua đời. Nãy giờ nghe mua đời giết hai người đó. Tôi nghe chặt rồi đó. Cũng chỉ là chặt thôi. Ủa? Không phải biết sao không? Sao? Chặt đâu phải chặt có mua đời. Ông đâu té xuống nước ông lội hôm qua xong gặp nước ông cứu tội. Đói chưa? Còn làm quá mà. Tôi thấy có anh hiệp sĩ kìa. anh gì qua đời? Anh gì? Ông đi tách tiêu hả? Phải không? Đúng rồi. Lâu ngày không có chơi là cái này. Cái thằng này nó đi tiện hết.
Tôi biết mà. Quá là đê tiện đi. Đó mọi là người nhớ sẽ like trên YouTube giúp Red Hood đó mọi người ơi. Hôm nay là ngày 31 tháng 1 2024 nha các bạn. Red Hood đang stream YouTube Red Hood VN. Ê mày có vàng trên cái cầu kìa. Cái gì? Đến cái cầu lụm vàng. Lụm cầu. Lụm lẻ. Ừ. Đó. Thấy chưa? Lụm được chưa? Thần quá. Ê, hình như tôi mới thấy. Tôi mới thấy màu đơn. Mèo rồi mới thấy rồi, thấy chưa, thấy dữ chưa? Mày. Ủa, mua đờ nó té xuống suối rồi. Không phải, không biết phải mua đờ không, tại vì tôi nhìn thấy. Ê, cái kiếm nó mọc ra sau lưng mèo kìa. Đâu? Con nào? Ê. Hero á, hero là mua đờ đó mèo. Thôi chứ, tôi đang núp về, tôi đang cầm cây cung đi núp nha. Nghĩ sao có cung đi cầm cây cung đi núp? Mèo. Vậy? Thì tôi đâu biết mua đờ là ai đâu, tôi ra tôi kiếm. Hút nói gì hết. Gì vậy ông nội, lại nhúng. Ôi này nó biết tôi rồi. Nhúng mà hồi đã. Ê có. Cái gì vậy? Ủa tự nhiên mình quên. Mua đờ bị ngã rồi, mua đờ ngẫm ở đâu vậy? Trời đất. Mua đờ tự nhảy nước chết. Mua đờ này. Một hàng mua đờ du chi. Quá là mua đờ. Mua đờ này gà. Quá là mua đờ luôn á. Tao anh không đăng video mới. Được rồi. Ngày mai có video. Ngày mai. Từ, tôi nhảy ra cái nè. Ngày 1 tháng 2 2024 có video mới liền. Cái gì vậy? Cứ làm mua đờ hoài vậy. Khó chịu thiệt luôn á. Ủa, gì vừa vô mình mua đờ, vừa qua trận rồi hả? Vừa qua trận rồi. Rồi, kìa, cung rớt kìa. Rớt chưa? Phải cung rớt không? Rớt chứ còn cái đúng gì. Đúng rồi, rớt rồi. Ủa, ui. Đâu vậy? Ui, em nghe cái sạch luôn á. Ui, mua đờ. Bự thiệt luôn á. Ủa, cái tọc này nghe đâu vậy? Trời, mát gì vậy? Ui. Ui. Gần. Hút. Trời xẹt luôn. Cái tọc này ngay sau lưng tôi luôn hả? Rồi, thấy nó rồi, thấy nó rồi. À, đó rồi. Nó bạch đơn luôn á, mèo. Nó vô mua đờ. Đó rồi. Là màu đỏ đúng không? Không phải. Ở trung tâm. Màu đen nè, màu đen nè. Đây nè. Tải hết cho màu đen. Rồi. Trước mặt nè, trước mặt đi mày. Mình thấy mèo rồi. Rồi nó thấy mèo rồi đó, đang đứng canh á. Đâu? Rồi nó quay lưng. Ấy nó nhìn mèo á. Được. Nó đó. Rồi nó dí mèo á. Chạy quay lại mèo dí hero rồi. Quay lại lên cái cung. Rồi xong rồi. Quay lại đi mèo, đừng quay lại mèo. Rồi, quay lại. Rồi tiêu rồi. Quay lại đi mèo, khoan đừng quay lại. Quay lại làm gì? Nè, tôi nè, nó chạy đi rồi, lấy cung mèo ơi, quay lại chục cổ lấy cung. Nhảy vô chạy. Chắc luôn vậy. Trời ơi, rồi kia là cái cung rồi. Chạy đi, rồi sao nó phóng rồi xong, ton đi mày rồi sao mày? Bắt cua nhảy dưới. Nhảy lên. Rồi đâu rồi? Nè, nó bị này cầm cung kìa. Rồi xong chết đi mày. Ngu. Em nói mà. Nó bị nè mèo. Đúng rồi, nó bị. Rồi xong từ. Rồi chạy lên lấm cung mèo chạy lên. Thấy mèo rồi. Sao mèo hiểu quá. Mày ác thiệt sự á. Tôi nói áo đen rồi. Ở lâu ngày mình không có chơi được cái trò này chơi là cũng vui ghê ha. Trời ơi núp gì đâu vậy chứ. Em muốn chơi mua đời theo phiên bản Team Pirate à. Không biết á, mấy nếu mà hay, nếu là mua đời theo phiên bản Team Pirate thì ai cũng vô giết Remy đầu tiên. Ở đó mọi người nhớ mua đời phiên bản Team Pirate không? Bạn nào nhớ bình luận ngay. Hồi đó tụi mình stream YouTube mua đời phiên bản Team Pirate đó. Bạn nào nhớ bình luận đi. Mấy bạn muốn coi lại cái phiên bản đó lại lần nữa không? Phiên bản đó thấy còn gây cấn hơn cả phiên bản này nữa. Ê em nghe cái sạch luôn. Vừa vô nghe cái sạch. Này chắc là thuốc là mua đời rồi đó. Gì vậy trời. Đúng không? Nhìn ngồi trên hình tôi live stream luôn á, không làm gì ai luôn á. À, hút này hút khô nha, hút lấy cái mèo xanh chấm nét, hút che cái bản, hút lại, hút cho mua đờ nha. Ủa mà rồi, kế bên hút luôn. Mà gỡ cái kiếm ra, ta cũng thấy mà đúng không? Có đâu, à, đừng có đá stream nữa. Có nhu, á, à, rồi con gì? Con cáo màu cá. Rồi xong. Em mới thấy chị chạy qua trước mặt em luôn. Con cá màu cam hả? Rồi sao vậy? Cái này là puppy nè. Phải con chó màu cam không? Sao kêu ta bạn chó? Ủa con cáo màu cam. Ủa phải cáo màu cam ta hay là con chó màu cam? Mèo nhìn thử coi nó đang ở đâu mèo. Tôi đang giật. Rồi cáo màu cam. Trời nó cầm cây que, nó phải cầm cây kiếm. Đúng rồi, nay nó cầm cây que, nó đổi vũ khí á. Ờ nó không đánh hút hút nó, nó kìa nó, kìa nó phóng hút rồi, chết nhắc hút rồi, chết rồi. Sao luôn, làm một đống luôn rồi. Rồi, đi kiếm một hero rồi. Quanh lại lấy cái cung đi hero ơi. Ẩu quá, dí ổng rồi, thật nhẹ sao mà làm. Nó đâu à? Kè, ôi trời ơi. Kè. Sao nãy giờ hùa hai trận rồi ta? Ê tính ra ông hero biết bị gì không? Chạy ngang xe lửa xong bị xe lửa ca. Thì thấy mà. Khôn thật sự. Ôi, ai quý 2000. Chơi mà để xe lửa cán. Ai quý 2000 nhưng mà nhấn không. Mọi người chia sẻ livestream giúp YouTube Red Hood VN. Ôi thiệt chứ khổ. Chia sẻ livestream
sẽ mạnh tay mạnh chân vô. Thôi, hy vọng mèo nhìn tôi làm gì kìa mèo. Ước gì mà 2.000 bạn xem thì sẽ có được 3.000 like. Trời, tôi ước gì 2.000 bạn xem, 2.000 bạn với hội viên. Hội viên YouTube ra mẹ cho nào nha mọi người. Gì vậy? Để vô YouTube đi thôi. Ủa, hội viên thì qua bên tôi trước đi, qua bên ông sao? Đúng không? Dù gì thì hội viên YouTube của Deadwood ha mèo gì thì cũng như nhau thôi, đúng không? Chết quá luôn. Đây, để tôi đi tôi kiếm cây cung tôi dứt bù đơ cho. Mèo dứt dữ chưa? Ôi, ôi, ôi! Bù đơ là TV á. Gì vậy? Tôi mới thấy nó móc cái cây đó ra rõ ràng. Nó dí theo phi đồ. Nát nghẹt. Lấy cái kiếm bắt nó đi hốt lẹ, đi hốt lẹ. Mày nghĩ sao mà, em có thể là xử thi đô trước vậy? Đó, vậy là nó thừa nhận là bù đơ rồi. Chị thấy kinh móc cái cây dí không? Hero đàng hoàng thôi. Nó đang đi kiếm tôi, đó, biết. Đó, nó tập kìa, chưa? Biết nó đang đi kiếm tôi. Nó tập rồi, chưa? Ê, mà tính ra con này ớ kìa, chịu lương. Thử đụng, thử cái đi. Chịu lương. Nghe cái từ đó chưa? Nghe cái gọi là gì ta? Âm thanh này ám ảnh á. Gọi là kêu là cái gì? Không lương thượng. Cuối năm rồi đó. Nghe cái kim bài miễn tử thét lên chưa? Nó dí tôi. Đó, đó. Cái vậy? Tôi thấy tôi nó quanh đầu xe. Thấy tôi sợ tôi có người làm chứng nó quanh đầu xe. Rồi. Đi kiếm lẹ cái cung đi từ. Nhìn thấy ớn quá à, giống lại gần. Nồng lắm á. Chứ không biết ai là cái người luôn á. Đã nói là con Remy con lặt á. Biết trọng hỷ với Mỹ Châu không? Biết không? An Dương Dương. Đó, đó. Đó, đó. Đó, 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 kẹt cầm cung lên kìa. Nó đó, bắn nó đi. Đi nó ta là rùa thần đây. Ta là gì? Kim Quy đây hả? Thần Quy đây. Nó đó, bắn nó đi. Ta là thần Quy hộ thể đây. Lấy đó. Nó đó, bắt này đây, tao dẫn mày đi. Đi 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 đi. Tao biết mua đồ. Bắt mình biết mua đồ đi. Đây em thấy nè, em thấy mua đồ rồi nè. Đây đây. Sao thấy tóc dài, tóc đen dài. Đây. Thằng này đây, tóc đen nó dài. Ây da. Áo đỏ là bu đờ mèo. Áo đen. Ủa vậy đi bu đờ đó. Ôi bu đờ. Nó không có bu đờ đâu. Rồi hụt luôn. Rồi nó đó. Tóc dài áo đen kìa không? Cầm kiếm kim cương kìa. Rồi luôn. Vậy sao cái từ đầu không nhận vậy đi? Sao cái từ đầu nói vậy đó? Cười đi. Ủa chứ kìa tôi bu đờ đó, bu đờ đó. Rồi phóng cho nó đi, phóng nó đi, trả thù đi. Tức quá đáng. Đó. Nói vậy đó. Cùng kẻ nhào lại lụm. Bắn nó đi. Từ ơi. Bắn nó đi. À chạy đi bạn ơi. Rồi ngu. Rồi. Đâu luôn. Nó phóng cho dài, phóng xuyên que hết cả lũ. Rồi tôi nấp nha. Nó có cái la bàn. Trốn đi. Trốn không có thoát đâu. Rồi xong rồi. Tôi cầu mày. Ra đi lụm. Đứng trong vách tường nó phóng được cái kiếm nha. Này nó trốn đây, con kia đâu ta? Rồi đang đi kiếm hero á. Ngay đường hero trốn luôn á. Rồi con hero ấy đang tới kìa. Nó dưới chân á. Nãy nó mới chạy ngang không bắn á. Hết đạn rồi đấy, bắt kìa nó. Hết đạn thì đi lụm đi. Đi lụm thêm mũi tên. Nó kìa nè. Giờ đi lụm quá trời. Rồi rồi nó kìa. Xong. Thôi vậy là vui vậy lại. Ôi nãy mới thấy bên kia mà chắc là lộn thằng rồi. Mai gì? Rồi, chị em nói là ngày mai mình like cái sở thú đi tặng 3 gói hội viên lớn luôn kìa. Gì uy tín vậy? Uy tín chưa? Tặng cho tôi tính giấy. Tin chưa? Tin chuẩn chưa? Tôi cũng muốn like sở thú nữa. Tin chuẩn chưa? Ngày mai là mèo lên mèo like series sinh tồn sở thú nha. Nhớ nha Nhi ơi. Ê, tụi mình quánh bét quơ mà tụi mình chia team ra quánh đi. Chào thét tên em đi, muốn đẹp trai. Chơi dạ, chơi lợi. Ủa, đánh bét quơ kiểu gì? Cách nào tạo phòng solo ta, tôi quên mất tiêu rồi. Anh chỉ có bảo cặp không dạ? Không. Thôi, áo này có cặp không ta? Mình quánh quánh 4 người đi. Áo không cặp, mình có cặp với mình không mọi người? Mèo hôm nay có like không anh? Hôm nay chắc mình chưa kịp like đâu mọi người. Mèo mới làm xong cái hội viên nên mèo chưa kịp like nha. Đúng rồi. Mọi người nhớ nha, có nhu cầu mua bất cứ thứ gì của Rocklot thì các bạn hãy vào shop ạ. Mèo xanh.net nha mọi người. Mọi người. Rồi, vô. Lắp cái giường mình chơi hệ phòng thủ nha. Lâu rồi mới chơi lại nha, mình chơi hệ phòng thủ ít ra nha. Đây chỉ cho lắp cái giường nè. Đây. Lắp lắp kiến trước. Ai mượn lắp kiến thì không biết nữa. Rồi. Này tụi nó chơi meta khác rồi. Vậy hả? Ừ. Rồi, cầm
sắt lên, sau đó đi mua cái cục này lắp lóc kiến vô chủ đích để xếp đặt ra rồi đó. Rồi lắp cái lóc đất lóc đá lên đúng rồi. Đó rồi lấy cái lóc đá lắp lên, lắp bao nhiêu cái đống xếp gì đó, lắp bao nhiêu cái nào cái đống. Đi lượm lượm kim cương đi, rồi dàn qua nhà mình kìa. Ơi, mua cục đó đi lẹ, đi mua cục đó lẹ, mua cục này lẹ. Cái gì vậy ông cố nội? Mua chưa rồi, lắp lên lắp lên lắp lên rồi lắp. Thôi. Rồi. Rồi lắp vậy là tốt, biết lắp là tốt. Ôi vàng qua nhà mình thiệt kìa. Vậy. Lắp ê, cầm kiếm lên, cầm kiếm lên, kiếm lên. Đây 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 đây, vàng mày qua đây, mày qua đây, mày qua đây ăn thôi. Nó ừ. Vàng dẻo rồi. Rồi. Mua mua cái đầu cắt lem, mua cái đầu cắt lem, cắt lem, cắt lem, cắt lem. Lắp ra cắt ra lẹ 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 lẹ. Mua cái kéo lẹ. Ê, cái cục đá mà nó đập rồi nó cứ hơi nứt nứt kìa. Không có nứt, không có nứt, không nứt, xài được, xài được, xài được. Xài được hả? Bình thường, bình thường, bình thường, tại nó để thôi. Tôi đi lấy cái giống gì ta? Muốn lấy cái gì cứ lấy đi. Tôi đi lấy kim cương, vậy nâng cấp. Lấy kim cương rồi tôi lấy rồi. Tay không mua được ta kỳ vậy. Có lắp chưa? Có đủ tiền không? Đủ đủ mà ông nào không cho mua cứ lắc lắc thôi. Vậy có vụ đủ mà không cho mua nữa chứ. Không cho mua nữa hả? Tức dữ vậy. Ai mà sống ác với nó vậy? Nghe nóng như vậy. Sao tôi thấy con này á nó đệ tử mà bánh la thiệt luôn á. Cái gì? Dạ mình đâu rồi? Ê, ơi, trời ơi. Trời ơi. Ôi, cái là biết rồi. Đó đây nè. Cái gì vậy? Tôi có đang chơi Minecraft Bedworm vậy. Rồi đứng ở trong không ra không nhà hết. Ờ hai vợ chồng. Thôi giờ nhà đi đừng có đứng mua. Ờ hai vợ chồng ông nội để nhà từ đó. Rồi tôi bãi giật luôn rồi. Thiệt chứ tôi vừa về tôi tính mua đồ tôi qua nhà người ta chưa gì. Đi ra thủ nhà thôi. Để con này. Con này nó vô tri quá vậy. Nhà báo quá bỏ gì vậy. Rồi 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 coi được bao nhiêu tập Bedworm rồi. Rồi có tới Bedworm. Hai ông ông nhà em mua. Rồi coi được bao nhiêu tập Bedworm rồi. Khổ quá. Em vô nét không được là sao? Em đô nét không được. Bình thường hả bạn? Lấy là nuôi chấm nét, cái thú ven. Hoặc là mấy bạn có thể ủng hộ shop lóc lóc cũng được. Có thể là do shop lóc lóc hoặc là mọi người có thể dùng đó mấy bạn thẳng mua thẳng gói hồi viên của mèo cho nào. Đúng rồi, mua gói hồi viên, mua gói hồi viên đã mấy bạn ơi. Mua gói hồi viên vô tất cả cho nào mọi người. Rồi thủ nhà nghe. Thủ nhà đi trời. Rồi. Rồi bà nội ơi ra thủ nhà đi bà đứng mà mua xuống. Bà nói bà ok. Bà ok chứ hả? Rồi kìa, lấy vàng. Con này nó vô tri nhiều cái tôi không muốn nói. Nhiều cái tôi không muốn nói hết rồi đó. Ê, 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 đâu được đá. Rồi, đỏ viên xanh này vừa vô nó làm gì mà nó quyết chiến nhau dữ vậy? Ri Mi ơi. Sao vậy? Lắp đi. Từ từ, từ từ. Em đáp đúng hả? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lắp cái cục đó lên, lắp lẹ lẹ lẹ. Vàng nó kiếm chuyện với mình kìa. Lắp cái lỗ này lại. Lắp lẹ, lắp lẹ. Không có tiền. Ra lẹ đi. Ôi, cái nhà nó banh quá. Sao mà tôi đánh với cái team Bedworm này chưa có quen nha mọi người. Sai là Văn Minh nữa bạn. Team này nó giống như là tụi mình. Ê thằng xanh đó, nó rất là thích chọi cái quả cầu nha. Tôi thấy nãy giờ chơi hai cầu rồi đó. Thằng vàng nó qua nhà mình nè. Đang vui lắm. Rồi ok. Bắt vàng lại, bắt vàng lại. Lấy vào lóc ra đây. Đây đưa sắt. Con vàng mới để trong đường nha hết. Rồi ok. Rồi con vàng nó. Con vàng nè. Nó là cái gì thì nói cho rõ ra. Nó là ai mà biết nó là cái gì. Không bao ông giải. Nè. Đặt lắc đi thôi. Đó, đứng vậy sao ta đặt lắc lắm, game này lắc lắm mèo. Tôi đi ra rồi. Từ từ, lẹ, đặt lắc lẹ. Phá vàng, phá nhà vàng đi, phá vàng. Lắc quá. Cái giống gì vậy? Đi được không, đi được không? Không, phải giờ vậy. Ôi, cái gì vậy cái nhà, cái nhà. Cái nhà mình ai phá. Thằng nào chọi đó. Trời, nó chọi gì kệ nó, lắp lóc kiến lại thôi. Chọi kệ đi. Đừng có quan tâm cái cục nó chọi, quan tâm là nó bước qua bánh nó thôi. Không có sợ thằng nào mất dạy. Lẽ ra thì đâu. Đưa cho một vàng. Rồi đủ rồi, đủ rồi. Đây có 8 vàng đây. Rồi rồi, thôi khỏi 8 vàng cất vô đường giùm. 8 vàng cất vô đường. Một kim cương. Qua hero qua, nó qua hero qua. Rồi tôi đang cắt đó. Đi. Rồi 2 kim cương. Cái vườn nhà vàng dễ xử, cái vườn nhà vàng. Để tôi qua xử cái vườn nhà vàng luôn. Vàng đứng đi, xử vàng đứng đi. Tôi qua tôi lấy kim cương gì nó cắt đó. Rồi vàng bên vườn. Rồi ok ngon. Đó vàng cho nó khỏe. Quýnh luôn. Quýnh lại không đó. Rồi, nhìn ông hero là nhìn là biết quýnh ông lại rồi. Bốn thằng rồi. Rồi giết một thằng này. Ủa? Rồi, chưa. Xanh nó mất dạy quá. Xanh nó chọi mình đúng không? Bắt đầu qua qua đấm cái nhà khác nghe thôi là bên mình toàn á. Tụi kia lấy tài nguyên nhiều lắm rồi. Chạy ra mít lấy kim cương đi. Nó cấp đáp nhà đó nha. Để tôi lấy kim cương. Rồi bây giờ để tôi lấy kim cương về cho nè. Chứ mà lấy emerald chứ. Đủ kim cương chưa? Đủ kim cương chưa? Kim cương nâng cấp 2 cái 7 rồi. Lấy kim cương, lấy cứ chạy đi lấy kim cương. Lấy nhiều nhiều đi. Lấy kim cương thiệt nhiều luôn, nâng cấp đồ lên. Cửa vàng đâu lấy kim cương được với mình ở đâu hả? Vàng nó banh vườn rồi nó không dám ra nữa. Nhưng mà cẩn thận nha. Có cần tôi qua tôi giúp nó luôn không? Không, cần bảo vệ nhà thôi, mình chơi an toàn. Bảo vệ nhà thôi. Tôi muốn chơi một game dài dài. Ê, cái gì đó? Rồi không sao. Cái này để đâu. Nó gà lắm, đỏ đang đập vô đầu nó kìa. Ribe lắc cái lóc kiến lắc cho nó đập lại cái. Ribe nó lắc cái tổ nhà như cái tổ ong nó không ra.
ra được cái dạ, hôm qua rồi, qua chơi kìa, để xử nó được. Không ra được cái hệ thống hả chị? Bắt nó. Trời ơi, qua cầm ti ti nữa chứ. Bắt cái đầu đó thì rồi. Ây ai ai, trời ơi, nó chơi tài nguyên nhiều quá chị. Ờ, tự dục hết, em bắt đầu đi rồi. Tiên ti rồi, đồ tùm lum chỏi hết trơn rồi, nó không đập được nhà mình đâu. Đỏ nó làm ít là nó quýnh tôi quá trời đây nè. Nó bị nó có cái giáp sắt. Nó xuống tới rồi, lắc quá, lắc quá. Mày đang ở gì nữa hả? Tôi đang chờ đó. Chết nó chưa? Hay quá vậy? Mày solo được với thằng vàng luôn. Ơi ơi mọi người, lẹ quá cứu tôi, lẹ lẹ. Không cần, không cần, không cần. Ui, nó dí tôi, đi nè. Không. Thằng xanh da trời nó cũng chơi chỉ thằng bảo vệ nhà. Chỉ cần mấy thằng này không tuôn thì tuôn quốc được hết. Tuôn gì? Nâng cấp. Ê đâu mà tuôn tổng vậy đây? Thì đó. Thằng đỏ nãy giờ nó đi nó lấy nhiều emerald lắm luôn rồi đó. Ê sao mà không đi lấy emerald đi? Đây tôi đang lấy à. Thằng vàng qua nhà bên kia. Đâu? Hero đang xử nó. Hero đang nghĩa nè. Me nó đi, nghe cái đầu nó lại. Rết. Rồi, quýnh nó, đi rồi. Cái gì? Vàng vô nhà, vàng vô nhà. Rồi, hút nó. Rồi, rồi. Nó chặn đường mà không cho đi lấy cái gương hèn hạ chứ. Đây. Ông mình chuyện nó luôn cũng được hết. Nó đâu còn hồi sinh đâu. Cứ mình vô rồi. Rồi, nó là bay giật rồi, nó bay giật luôn rồi. Đừng đi, đừng mình trong rồi. Rồi, chết rồi. Nó bay giật rồi. Ê, xe bò này lắc thiệt. Xe bò này lắc lắm, tôi nói mà. Đúng rồi, xe bò lắc lắm. Nó đặt lắp thôi cũng bay giật luôn rồi. Mọi người chia sẻ giùm livestream YouTube Red Hood đi. Tôi để emerald trong nhà mèo ơi. Rồi. Emerald tôi không có xài emerald. Lấy kim cương thêm đi mọi người, Đã một kim cương á. Nâng cấp kiếm với lại giáp nha mọi người ơi. Đây tôi đang đây. Okay. Trời ơi cái gì đâu mà nhảy xuống nửa tiếng đồng hồ sao mắc máu tặc 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 hoài trời. Cứ vậy á, không chạy đi. Xe bò này nay ổng ở Canada quá, không làm gì cũng mất máu. Nhưng mà vui. Đúng. Đúng là lâu ngày quá mình không chơi Bitcoin lại tay chân cứng quá. Rồi nâng cấp sắc bén nha, chà đó đi anh em. Cái lò mấy viên kim cương đây, 4 viên kim cương hả? Ok. Tôi có 2 viên emerald nữa nè, 4 viên rồi nè. 4 viên emerald hả? Rồi có cần lắp cái giường không? Có, đợi lấy đủ 8 viên cái 8 rồi, viên. Rồi vậy nâng cấp cái lò nha. Đỏ thấy cái gì nè. Lò nhà mình hơi đỏ cũng đang đi lút emerald nè. Đợi lấy đủ 8 viên emerald rồi. Ai qua nhà vàng chơi vậy? Tôi. Anh Hero phụ Phốt đi lấy emerald được không? Bà giật luôn. Ê cái gì không nội? Mình đang rất cần emerald luôn. What? Ôi. Lát nó dính lại hả? Không phải, nãy quýnh tôi mà hên quá sao tôi quýnh được 2 thằng này. Quýnh mà cũng có vụ hên nữa đó. Kỹ năng tốt. Quá là hên. Thằng xanh da trời nó mới ra nó đập tôi nè, tôi đem được 6 viên emerald về nè. Về anh Hero, ra mít thổ tóc. Rồi lại lại cho mày. Về rồi. Nè, 6 viên rồi nè, mèo ơi, luôn. Lắp cái nhà lại đi. Để tôi coi Thằng vàng nó mang qua nhà mình kìa mọi người ơi. Ê, mình quánh thằng quánh xanh với trời ngon hơn á. Đỏ sắp chết rồi, đỏ bể giường rồi. Thằng vàng nó qua nhà mình kìa. Đâu, đây. Đâu, trời đất. Trời đó. Rồi, làm vậy là hết chứ qua luôn. Ủa, sao mua được 4 viên rồi, thiếu 2 viên quá rồi. Thiếu 2 viên nữa đúng không? Đi nâng lấy kim cương nâng cấp cái lò đi mọi người ơi. Nâng cấp rồi. Nâng cấp lò chơi mấy lần rồi, lò lên mấy lần rồi. Mới 1 lần à. Nâng cấp 3 lần đi là lò lên được full emerald. Cho thêm đi. Đây lấy thêm 2 viên về nữa nè, 2 viên emerald về nè. 2 viên emerald nữa đi, mới đủ được. Tôi đi lấy anh Hero lấy thêm kim. Rồi, thằng đỏ bên giường rồi. Thằng xanh quýnh đỏ bên giường rồi, tôi phụ xanh phá được giường nhà đỏ rồi. Rồi, về hết rồi, em có 2 emerald về hết rồi. Cuối cùng rảnh phá nhà xanh nữa hết. Phá chứ. Phá nó cho nó không có thời gian luôn. Còn mấy đứa thợ vàng còn có đứa à, đi mi quay cho cốt xác luôn em. Sợ gì đó. Rồi dứt nó liền, sợ gì? Đi, ai hút sắc ai chưa biết. Rồi. Mình còn giường mà sợ nó à. Bốn viên mà rồi, nè. Cái gì vậy? Cái con đó. Con này. Té nó bỏ lại. Giờ té cái bỏ lại được không? Con này báo thiệt sự á. Quỷ diệt nó vậy. Ê, nào đập vô. Ê, bồ. Cứu cái gì la lên thôi. Có chết được đâu. Bổ thực sự á. Con này báo thiệt. Ôi, mẹ chơi game mày còn la nữa trời. Về đi. Rồi, nhà đủ thêm 6 viên emerald nữa kìa mèo. Rồi, không, tôi mua đủ nè. Đủ lắp đủ cái giường không? 8 viên là đủ lắp không? Thành xui. Vô 8 viên chưa đủ lắp. Tôi lấy thêm 4 viên kim cương nữa nè. Mới lấy được thêm 4 viên kim cương nè. Lấy đi. Kiếm nè, rung quá ta. Bởi, mèo đặt mà. Đủ rồi. 2 viên nữa là đủ rồi. Đủ. Vàng còn đúng một thằng. À, xanh nó qua kìa, qua một kim cương mình rồi. Thấy à. Rồi, tôi rồi, mua đồ thôi. Vô full obsidian. Xong. Full chưa? Đây, để em lắp kiến lại cho. Lắp kiến thôi. Rồi, lắp kiến lại thôi. Rồi, còn non lắm con trai. Ra giờ cái thiên hạ hẹp chơi. Còn non lắm con trai. Đừng có dở ra cái gì vậy.
có vui vẻ để cho thiên hạ thèm chơi nữa trời. Có sao nó qua kìa, qua kìa hút đắm rồi. Đây đây đây, đây. Trời thì thả thèm chơi, phá bánh giường luôn á, phá bánh đường đi luôn á. Ui ui ui, ủa tụi mình nó yếu quá hả? Nó qua nhà mình không? Rồi nó bay giật luôn rồi, tôi qua tôi phá nhà nó luôn. Bốn cái kim cương này Hero, để đây nè, quăng lại đây nè Hero ơi. Qua nhà nó luôn. Ok ok, để lại. Remy, Remy. Sao chị? Tôi ở nhà tôi mua cái cây, tôi kiếm vàng á, tôi mua cái cây gậy. Rồi tôi bị nổ rồi, tôi bị nổ rồi. Tôi bấm vô cây kiếm á, tôi thấy cây gậy đâm vàng không? Tích á. Tôi cầm cây gậy á, thằng nào dùng giả một cái. Đang giáp hay là kiếm cái đây? Đang giáp. Cho kim cương để em giải quyết cho. Ờ, nó giáp luôn rồi. Ok. Qua nhà nó không? Nhà còn nhiêu vàng? Còn 2 kim cương, còn 2 kim cương á. Còn nhiêu vàng trong nhà mọi người ơi, còn nhiêu vàng trong nhà, quăng ra hết đi. Rất nhiều. Hết rồi, vàng hết rồi. Vàng hết rồi đúng không? Rồi, nhiêu đó đủ rồi. Rồi kiếm sắt của em mượn nha. Đó, thì kim cương hả? Để kim cương đi kiếm thêm viên kim cương, nó về nó cắt cái lò lên cái. Nó qua nhà mình, nó đang trên đường qua nhà mình á. Nào. Thằng xa lá chứ nào nữa. Còn nó xuyết. Biển. Biển, mình là xa lá lộn. Gì mèo? Tôi đang ôm sắt trong người, tôi đi, tôi nghe nó. Đây, nó nè. Quýnh nó đi, quýnh nó đi, hiểu không? Rồi vàng, không có tỏi rồi hả? Vàng ngầm á, vàng ngầm á. Ê, giờ còn mình với thằng xanh thôi đúng không? Đúng rồi. Đi qua nhà nó thì rồi, qua nhà nó thì rồi. Giờ chỉ còn xanh dương với xanh lá thôi. Rồi, tôi qua xanh dương với ông luôn nè. Tôi nâng cấp cho cái lò nhà để tôi qua tới. Cái lò giường nó lộ luôn kìa. Rồi, lò ba. Rồi, bánh giường luôn rồi. Rồi, quá. Mấy này nhóc gì vậy ta? Để tôi qua quýnh cũng được. Ê á. Ui. Ruby qua, Ruby ơi. Qua, té. Rồi thằng xanh, ơi ra ra lấy kêu đi, thằng xanh còn đúng thằng à, hai thằng à. Hai thằng. Ờ. Thì đứng thằng. Rồi. Yếu quá rồi. Mèo để cái nhà nhìn uy tín chưa mèo? Quá là uy tín. Mèo để cái nhà, mèo lấy mấy cái cục á, hai tiền thạch như vậy. Sao tụi nó giống qua? Hello. Kệ nhà nó lại đây rồi, một thằng ơi, đây rồi, hai thằng luôn rồi, xong đi. Rồi mèo với Amy làm hết luôn hả? Ừ. Còn đúng một thằng đỏ. Còn đúng một thằng đỏ. Còn thằng đỏ. Rồi qua thằng đỏ thôi. Tôi lấy cái đồ đó luôn. Ờ, tính là tôi qua, tôi vẫn còn gần lắm quá đây. Ê, về nhà mua cái tráp đi Hero, dùng 7 kim cương mua tráp với mua đào chậm đi Hero. Rồi, đỏ nó bay giật luôn rồi. Ờ, tại vì vừa vô làm game gì nghe tới vậy. Ê, mèo, quách cho mèo luôn. Ủa, đây là của tôi nè. Hả, tôi có rồng nè. Tôi còn nè. Hả, tôi còn rồng nè. Quách cho mèo luôn. Quách cho là mèo. Trời ơi, thắng kìa, sương, đập tay tôi mèo. Đã bạn ơi, đã quá chị, quýnh chẳng gì nghe vậy. Chào chi nha bạn khác. Trời ơi. Gào hét tên em đi. Bi đây, Bi đây, rồi, gào rồi đó. Rồi đó. Vô quýnh chẳng nghe đã tay chị. Chia sẻ like trên YouTube giúp Redwood với mọi người ơi. Tụi mình đang trên YouTube Redwood VN nha. Bữa nay là 31 tháng 1 đó các bạn. Tụi mình không stream bất kỳ nền tảng nào khác ngoài từ YouTube nha. Mình không có cái nick nào phụ hết trơn nha mọi người. Mình không có live stream đâu nha mọi người á. Đi đâu đây? Qua mỗi kim cương nha. Mấy bạn dùng cái... Đúng rồi, qua mỗi kim cương đi. Dùng cái tiền mấy bạn ra tặng bông, tặng đồ cho mấy thằng giả mạo thì mấy bạn hãy dùng. Này, đặt lóc chậm cho ta. Đi. Mua hội viên của mình đi mấy bạn ơi. Rồi, Remy đặt lóc kiến. Sao đặt lóc kiến trước? Ủa, chơi bài lóc này trước hả? Lóc kiến trước, mình ở lóc đó. Vậy mà nãy giờ em tưởng là lóc đó. Mình đi từ kim cương qua mít luôn nè. Rồi, đặt lóc đi. Đây à, beta khác rồi, ngày xưa là lóc có trước, giờ lóc kiến trước. Ông cứ đi tôi dòm mid dòm. Hết 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 lóc, hết lóc rồi. Bắt lóc về, bắt lóc cho về. Về để nâng cấp đồ cái. Lóc kiến lại, mình đang là blue á nha. Đúng rồi. Nó lóc lại nhanh, mau lên. Lắc rồi. Xanh lá cây nó đang có ý định qua nhà mình á. Rồi, lết đi. Đặt cái lóc xéo gì dễ té lắm. Tí thằng vàng nó quýnh banh giường xanh lá cây rồi, bỏ tàu trẻ trâu nha con. Rồi, vậy bên mình an toàn, mình qua xanh lá cây mình lấy kim cương được á. Ông lấy kim cương rồi không? Lấy rồi, nâng cấp đào chậm rồi nha, đào chậm với lại Rồi ok, giờ tôi bắt đầu lấy kim cương đây. Rồi, qua bên xanh lá cây mình hai đường không? Nguy hiểm lắm nha. Thảo ngày nãy mình cũng hai đường. Mình qua bên xanh lá cây là thằng vàng qua bên mình á. Vàng thấy tôi rồi kìa. Nói chung cảm ơn bà Sion nha. Trời ơi. Bây giờ mình không đụng tới đỏ, để cho đỏ đụng với vàng đi. Ờ, để cho đỏ bắt vàng đi. Đi qua đi lại lấy đồ mình thôi. Quên nữa, không đủ lóc thì rồi. Vàng qua nhà mình kìa mọi người. Ơi, bên gì? Đâu. Vàng đi, vàng đi. Chúng mặt. Rồi, ok. Chuẩn bị, ngân chiến. Đặt lóc cao lên, hút cao lẽ. Đây, thôi, đủ như đó đủ rồi, như đó đủ. Ủa, tim xuống á. Không, mình có lóc kiến, cứ đứng bảo vệ lóc kiến là được. Xuống đây, con trai. Ê, thằng vàng này là thằng vàng hồi nãy. Thiệt luôn. Con chó này nhìn quen lắm, cái mặt quen lắm. Hồi nãy tôi giết nó. Mày có đặt ở đâu?
Ôi đặt lóc mượt tay cho ta. Ê nó bay cái gì vậy? Ờ nó đặt nó vừa bay vừa ra lóc hay gì á. Tôi thấy là tôi quánh nó bay cái là lóc với chân nó bù bù luôn á. Biết gì không? Này tôi nghi bật tôi rồi. Nó bị kẹt lóc hết. Ờ nó bay nó đặt lóc nó nhanh á. Này nhiều khi ông tôi lít hay là gì rồi. Cái nó bị kẹt lóc. Ờ đem vàng về đi Hero. Đem vàng về đi tôi bắt từ nhà sáu mà. Đem kim cương về đi. Sáu kim cương cúng hả? Ờ nó đã biết tới rồi kìa, cúng gì. Khó. Tưởng đâu vàng cúng kim cương. Vàng đâu mà ra đồ ngon vậy cho mèo ăn. Dạ muốn gì? Lò hay là giáp? Lò. Lò trước, lò trước. Thôi thôi, sao đâu. Nghe. Còn hai con tương nha. Nó vô nhà mình, có ăn vô nhà mình. Chạy ra, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Mình có vừa có đáp luôn á, mà chạy nó thật á. Nó biến á. Nó xài bốn em đồng. Đặt lóc xung quanh cái nhà lại, đặt lóc xung quanh cái nhà lại, đặt lóc xung quanh cái nhà lại. Nhìn cái nhà, đứng trong nhà để không ra. Rồi, thằng đỏ bên giường. Vàng này nguy hiểm á, vàng này nguy hiểm á. Thì nó biến vô, nó biến vô từ từ để tôi đặt táp tới tôi sẽ táp. Dạ, nó autotune rồi. Kiếm đó. Nó tàn hình cái gì á. Rồi, tôi qua nhà nó luôn nè, tôi qua nhà nó luôn nè. Thả con kia chạy vòng. Kệ, nó vô. Rồi, nữa thêm một thằng biến nữa. Này. Kệ nó, tôi qua nhà nó nè. Ông qua đi, ông qua đi. Thoải mái. Cứ bài nó đi, bài nó đi. Đây, tôi qua tới nhà nó luôn nè. Ê, đi dòm dòm. Đi ra dòm đi, để tôi mua vũ khí. Nó có hút tàn hình á, Mua của các bạn, thả ra. Nó đứng nó tàn hình đâu đây thôi nè. Remy giờ chạy vòng vòng cái giường khỏ rồi. Khỏ trúng nó là lòi ra liền. Nghe cái kiếm mà bẻ cái chặt một cái là. Cái bạc bao nhiêu bạc vậy? 40 kìa. Nữa kìa biến nữa kìa. Nó phá cáp của mình ta. Vàng bánh giường. 40 ngàn 40. Vàng bánh giường, vàng bánh giường, vàng bánh giường, vàng bánh giường. Xuống đây luôn cưng. Xuống đây lẹ, lẹ, lẹ. Tụi chị giải quyết một giây. Ê, nó mới đánh tôi hay tôi té vậy? Tôi té. Vàng ơi. Vàng bánh giường rồi, vàng bánh giường rồi, vàng bánh giường rồi. Tôi thấy thằng này chạy 1 mét rồi nè. Remy đứng dòm nha, đi kiếm nó đây. Ok, để em dòm cho. Vàng đâu ta, dạp dẻo đâu ta, dẻo ơi. Này chơi dẻo kiểu, mấy thằng này thích kiểu đánh nhanh thánh nhanh rồi làm gọn các kiểu đồ múa. Các bạn anh đi đâu? Thả rồi. Ủa? Đấy có vàng ngoài miết nha. Ờ, hay. Đi lấy kim cương về, đi lấy kim cương về. Có bà thằng ngoài miết á, nó chạy á. Thằng để vô nhà mình là thằng miết á. Đây, mua cái táp nữa, Cứ mua táp. Cứ rảnh ra là mua táp, dư kim cương mua táp đi. Mua táp với đào chậm. Nè, tôi có nhiều sắt lắm nha mèo ơi. Ok. Hút cái đây. Tôi thả các bạn đi kiếm nó kìa. Kìa có vô nè mình nữa kìa. Kim cương bỏ rồi kìa. Ờ, cứ lấy kim cương đem về, cứ lấy kim cương đem về. Đây nè mọi người, em thấy cái bản sơn dưới kìa. Vậy nè. Rồi, đây đây. Mày. Đây nè, đó. Đó, trong người đang nhiều đồ quá. Ở dưới đó. Nó đứng dưới đó bây giờ. Thì đã có. Không dám chơi nó. Đây, mua cục chọi nè, phan dưới. Đây tôi có cục tim đi nè. Mua tim đi. Ờ đợi phí lắm nó dụ mình á. Đấm luôn, xuống đấm luôn à. Xong một thằng. Ê, lên cái vòng bông luôn kìa. Dạ chưa, nó chưa đi. Ủa? Đi rồi. Đi rồi, còn ba rồi, còn ba thằng à. Lên vòng hoa rồi, nó đang đi lấy kim cương á, nó đi mua đạp. Nâng cấp đào chậm với lại nâng cấp giáp trong nhà đi mọi người. Nó hèn thiệt sự á. Để thấy nó rồi kìa. Nè, một tay. Rồi, tắt level 2. Ok. Ấy nó quấn tôi. Nó bên kim cương, nó bên kim cương còn miếng máu. Thấy. Ok, tới đây. Nó đang phá đường. Hay chọi lắm, canh qua là chọi à. Một cây cung. Đâu? Đó, biết mà thế nào chọi. Đây có cái cung. Cố lên. Rồi xong luôn. Xong, nó có tao vàng. Nó về nhà nó kìa. Nó qua nhà mình nữa kìa, nó đang đào. Đặt nó kìa. Đặt lóc che lại. Đặt lóc che lại. Ủa cái gì đặt lóc che rồi mình bắt giường xạo thiệt. Game lắc rõ ràng. Đặt lóc che thì rõ ràng luôn nè. Tôi chết luôn. Lừa. Game xạo thiệt. Để nghe nói đó xong lên kìa. Tôi chết luôn rồi hết rồi. Các bạn đánh đâu á Uya rồi. Rồi tôi chết luôn rồi. Game xạo thiệt chứ. Đặt lóc che là rõ ràng luôn. Ôi gì mà lao vậy đúng không? Game xạo thiệt, tào lao thiệt. Tôi đặt cái quả lóc che là đúng nhanh luôn mà sao nó vừa phát bánh giường luôn. Rồi game lắc. Tôi đang đi chơi với thằng kia mà. Mọi người thấy cái trường hợp có khi nào mà cái quãng thời gian nó đặt cái giường nhanh hơn tôi có vài khắc không ta? Sao mà có chuyện vô lý vậy được ta? Rồi xui rồi. Tôi để cái lóc che là đúng đẹp luôn á, tôi che cái dèo luôn á. Nếu mà mình đánh nó thì đâu có ấy đâu. Tôi biết sao phải Remy nó mua không được rồi đó. Biết nè, nói nè, trước khi mà để cái lóc kiến á, phải để cái lóc cầu thang lên nữa. Rồi để cái lóc nước lên nữa. Remy nhìn cái giường sao ba đỏ đang ra miết nha. Kệ nó, cho nó ra đi, nó muốn đi đâu nó đi. Sau đó đè xếp đặt lên trên cái nhà. Rồi, lấy đồ về thôi, đừng qua nhà nó. Sao lá qua nhà mình kìa.
sẽ láo qua nhà mình kìa. Đổi vô nhà mình, đổi vô nhà mình, đổi vô nhà mình. Ở đây vô mua đồ chậm, vô mua đồ chậm. Đấy. Thấy kiến để ngoài ngon hơn kiến. Không đủ. Coi chừng, đỏ kìa, Dương thở lẻ lắm. Rồi đang ra, Ê, đau lắm đi em ở đây cho đâm cho. Lắp giường lên. Ê, ơi. Gì vậy? Mấy này phán xạ gì kỳ vậy? Mắc quá ui da. Ê, cái gì đập kiến vậy? Này nó đứng đây nó kè thôi, nó đứng đây câu câu giờ mình thôi. Mình lắp cái này lại để ẩu quá không vậy đó. Nãy đứng luôn hay gì vậy ta? Đứng phá rồi. Ờ, để đâu vậy? Thấy hình như nó qua đủ cái nhà đó, thằng đỏ này chi người qua đủ cái nhà đó. Thôi để tôi qua xanh tôi lấy nâng cấp cái lò cái. Đủ giờ để lên cái lò. Ở hai kim cương bỏ còn nguyên không? Còn nguyên, ê tôi nâng cấp cái tráp rồi, cấp tráp cho nó bị đào chậm rồi. Lắc quá. Dạ, muốn qua nhà đỏ luôn không Hiro? Bỏ hết qua. Qua luôn. Ê đập kiến hả? Em đập kiến. Qua luôn nha Hiro. Thua thôi nha. Rồi. Rồi qua nè. Đổi vô nhà, đổi. Qua nhà nó, Hiro qua nhà nó. Đây, tôi có đồ. Nè. Đó ba thằng ở đi rồi. Còn không nghe nghe hết, không ai nghe hết. Về Hiro, về. Về chứ, ngu gì không chạy về, vậy không chạy về chịu luôn. Bây giờ lấy cái cục vàng vàng ra nè, lắp cái này lại cái này. Rồi. Thì đâu, nghe ra. Rồi xong, bánh giường, tỏ bánh giường rồi. Gom hết đồ của nó, bỏ vô luôn, rồi. Lắp cục này lại, lẻ. Rồi, bay về Hiro, chết. Đây, ra mít quýnh nó luôn. Thằng đỏ bánh giường rồi, hết láo, bỏ tật. Rồi, láo mấy. Cái nhà không lo dữ lo. Rồi, nãy quýnh ba vậy. Ui, nãy quýnh ra ba rồi đó bánh dừa ơi. Anh bánh dừa anh hết dép làm điên rồi, nhà còn nhiều đồ lắm, nè mèo vàng nè, lấy đồ ra. Tôi đang đi mỏ kim cương. Cái gì vậy, muốn đi mỏ kim cương hả? Không nói tôi đang đi nè. Ê hồi nãy có xà lá còn giường. Còn giường á? Còn. Ê mà xà lá rất là gọi là thân thiện. Cái móc xì á, nó đứng nó lắp lại nó ke lại kìa. Mày nhắm không, mày muốn bánh dừa không? Cái nhà mày con để tao này. Thì đâu, đi cái đường bắt đường trên qua nhà nó đi đâu. Okay, tất cái gì vậy ta? Rồi, tôi dứt rồi. Rồi, tôi chọn cái đường qua nhà nó luôn á, giờ bắt lắp một phát một qua nhà nó luôn á. Ừ, đây đủ đồ luôn rồi nè, Thua thôi. Lá quýt mèo kìa. Thua thôi nha. Ủa, trời, đang đi về. Có sao? Hèn hạ quá. Có sao? Có cái cười, có sao? Mày thấy tôi làm gì ngay nhà nó không? Bắt nguyên cái con đường qua nhà nó. Mất đồ với buồn thiệt. Đây ngại liền. Châu mặt con nè 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 tao cháy rồi chết rồi. Ây ai chạy thẳng qua nhà, ai chạy thẳng qua nhà xanh lá đi rồi tôi phá giường cho vô đập nè. Tôi nhảy xuống tôi đập không được, tôi có qua tờ có nước, rồi. Nhảy qua nhà nó đi. Nhà nó bên giường tới nơi rồi nè. Ừ. Nó ra thu ngõ kim cương bị tôi đấm rồi, chết hai thằng luôn. Không biết cái đó dính không ta? Không dính, dính kìa, bên giường rồi kìa, lậu giường rồi. Này nó giờ tôi qua nhà nó tôi đè nó luôn nha. Thằng nào á còn hai máu à, ai đứng sau lưng quýnh nó giùm một cái cũng được. Nè nè, block này, block nhà nè. Dạ nó qua ngược lại nhà mình nè. Này trẻ trâu tuổi gì? Ê. Trời ơi, nhảy xuống chết ngắt luôn mấy thằng đàn ơi. Cái gì vậy trời? Đứng suy mà bắt với tôi hả? Tà heo. Cái gì tiếng biến? Kiếm sẽ bụp luôn. Đỏ vô nhà mình á. Lấy kim cương ra. Nhà hết kim cương rồi, hết tráp rồi. Lấy kim cương ra mua tráp đi, Kim cương chính tráp. Kệ nó nhà mình á. Nó qua tới nơi rồi á, vô hả? Thủ. Giờ nó đâu còn thủ. Thằng sao kìa? Đó. Rồi rớt rồi. Tự tức chứ cái nó cao quá, nãy sao chim đặt cao chứ trời. Đặt cao quá nãy tôi nhảy xuống tôi chết ngắt luôn không thằng đèn. Ờ, nãy lỡ tay đặt cao quá, sao mua tráp đi. Có ba kim cương mua tráp trời. Ở đâu? Đang tính đi lấy kim cương nè.
Dạ vậy đừng công nữa. Thủ lấy đi. Lấy tiền lương với nhà không có gì cho nghèo lắm. Rồi nghèo rồi, nghèo rồi. Qua múc đỏ đi, múc đỏ đi. Làm hết đi. Rồi tám cái cơm mà đem về nó cắt bé nè. Đó còn hé hả? Ai đập nó hay hả? Nhà có cá rồi đúng không? Thằng xanh lá nó đập thằng vàng rồi, giờ nó đi nó gom một lần hai nhà lần á. Mình không dám nó kẹp là thua á. Xanh lá đang qua nữa kìa. Xanh lá này hết qua mình lắm, bây giờ ông đi được, ông chuyện có lúc ấy nó tới nơi rồi kìa. Nó tới rồi, qua hỗ trợ rồi, rồi nó bị mù, quýnh nó đi. Thoải mái, tôi đem 10 emerald về nè. Trời luôn. Tôi đem 10 emerald về nè. Lắp nhà bằng bếp ốc không? Mèo 10 emerald này mèo. Đây. Trong rương 10 emerald. Rồi ok. Rồi tôi qua nhà xanh lá tôi phá đó nha. Ê, phải ra canh thường xuyên chứ đừng có đứng trong trời hoài nghe. Ok. Thấy nó đang tới kìa. Rồi ok. Đi đứng canh tới nữa kìa mọi người trên đầu mình kìa. Ê, từ vô dẹp cái này. Cô. Qua nhà nó lại. Đây nè. Trên nhà mình á. Quýnh chưa, chết chưa. Quýnh nó thì rồi. Quýnh trễ nó, đang quýnh nó đó. Chết rồi. Đi. Chưa. Cái gì vậy ta? Cái gì vậy ta? Rồi đi vô. Nó còn tới đây nè. Cái gì vậy? Ơi. Rồi. Xanh lá kìa. Trời quá. Rồi xong. Không chưa? Đỏ. Cái này làm liều vậy? Đỏ. Rồi nó bay về rồi, đỏ thấy xanh lá qua nó cũng ngựa trời. Rồi đem một đống đồ nó cúng mình nè. Rồi để lắp cái giường nữa nha. Kè lắp giường con ngựa xanh lá qua kìa. Ê, đào nè. Qua quanh. Rồi mới mua sáp. Rồi mất emerald. Gì vậy? Mà có người nào quýnh được nó lấy lại được emerald, Ai lấy là được lốp không? Có không? Ai lấy là được không? Không lấy được. Nó trên này, quýnh á. Đầu nữa hả? Không lên được, đi quýnh nó đi, đứng ngoài. Ngay thật sự luôn á, mất emerald rồi. Giá. Mất một emerald chứ nhiều có gì đâu. Thôi bỏ đi. Mèo mất emerald hay là mất bedrock? Bedrock. À đó, bedrock mới mất. Không lấy rồi. Rồi qua nhà nó nha, qua nhà nó quýnh không? Bảo đảm bên nhà luôn. Ở trên lòng kia, cái bên mình luôn kìa. Rồi cái bên luôn rồi đúng không? Rồi. Cái bên luôn. Quánh thủ nhà đi. Rồi chết rồi. Trên nó chưa. Thằng đang phá. Thằng nó chỉ phá được thôi. Qua. Đi qua nhà nó, hero nhà đi. Rồi chết rồi. Lâu thay cái nhà mình này hero luôn. Mình chết, bên nó ba hàng tới. Nhà nó tống. Rồi đang qua nhà nó. Nói chung là mình cứ ráng thủ càng lâu càng tốt. Lẹ. Ủa đông ra hả? Chưa, cái gì mà đông ra trời. Rồi quá khổ quá. Rồi cái giường nó lỡ rồi kìa, ba thằng nó chết chạy về chưa? Ông Hiro về nhà rồi. Về nhà luôn hả? Ừ. Xong được cái kem. Chưa phá được. Xong một cái kem các lên. Xong một cái kem các lên. Hiro đi qua. Thằng mình bãi kiến rồi. Lắp kiến lại, thằng đỏ nó đứng me cái đường qua nhà mình nè. Đây, ra đập nó luôn, nó đứng này nãy giờ. Sao nhóc con này, muốn gì? Anh Hiro qua bệnh này sao nó đơ thôi ta? Đập cái giường thôi. Ok. Nhà để giữ kìa. Rồi xong đỏ banh rồi. Xong lắp banh nhà. Rồi thôi tôi lấy kim cương cái. Rồi kim cương này, cầm về Hiro, cầm về. Tôi qua nhà đỏ tôi lấy đồ cái rồi tôi quanh lại nha, tôi qua nhà nó luôn nha. Ôi. Rồi nó đào rồi. Rồi nó đào xuống tới lắp kiến rồi. Trời cái này ẩu vậy. Đây, lắp lại. Mua cái lốc giùm cái, hết lốc rồi. Ra nhà giữ giùm. Đây, em lốc lại nè. Ê khoan đừng lốc kiến chỗ này chết á. Để mua cái lốc này, đó nó đập kia. Đập kia. Thôi rồi, mình bên giường rồi. Bên giường chưa? Bớt hoài vậy. Đây, mình đang đập, mình gỡ. Ủa? Kìa, nó gì vậy? Nó mấy hàng ở nhà mình, nó mấy hàng ở nhà mình. Hai hàng, đúng rồi, tôi qua nhà nó nữa nè. Ôi, trận này căng quá. Phải chạy sâu lên. Chết hết rồi đó. Quýnh lại hồi sinh. Còn em, rồi. Chết hết rồi đó, banh giường rồi đó. Thôi, banh giường cũng được, không sao. Rất là vậy, nó đi lấy giáp kim cương rồi, what the hell. Quýnh đi, quýnh nhà đi hút. Em được 2 viên kim cương của nó nè. Đem bỏ rương đi. Tôi lấy kim cương mà thêm cái nha. Bên mình có còn kim cương á, nó cắp đi. Tôi cắp giáp một lần rồi. Banh giường. Rồi, dám qua rồi, đây. Nó chết anh thằng luôn rồi. Bây giờ mình phải quýnh cho chủ động lên chứ thôi là như nãy đó. Đây, nó đang làm biết nó lấy đồ, đang lấy đồ đây. Ừ. Chạy về cho... nâng cấp đồ. Nó có hàng lên nóc nhà mình, Nó lên nóc nhà mình là nó xui rồi. Sao xui? Hên ghê con. Cái đồ con nợ này.
như vậy? Chị bạn là đó là cái đồ con. Nó qua kìa, nó qua kìa, nó tổng tiến công cho mình kìa. Ra 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 okay. Ra 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 ra. Bình cao quá mà. Ra chơi, ra chơi. Thế rồi, ra rồi. Nó có TNT kìa. TNT làm được gì đâu. Nó phải đặt cái lốc kiếm mình ra. Mình có hai lớp nữa. TNT không có tác dụng với lốc kiếm. Quýnh nó đi, quýnh nó đi. Rồi, chết không rồi. Giết nó. Không, không, không. Còn hai hàng, còn hai hàng. Rồi, hai hàng này qua kiếm nó không đi. Kiếm gì? Kiểm tra nó có trên nóc nhà mình không? Nó mua hút tàng hình á, mua tráp đi, lấy kim cương mua cái tráp đi. Rồi. Lấy kim cương mua cái tráp, cái tráp. Có 5 kim cương á, đồng đồng có 5 kim cương. Lấy mua tráp, mua tráp, tốc độ. Rồi, hết rồi, có kim cương nữa đâu. Mọi người tưởng tượng à. À tôi bị lắc đó trời. À còn một thằng bên nhà đó nghe, một thằng bên nhà đó. Một thằng đúng không? Rồi 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 rồi. Thấy rồi, thằng đó full giáp kim cương á. Rồi. Thì đâu đứng dụ dụ nó được, đặt giả bộ đặt lóc nhúng 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 cho nó chọi đầu được. Để tôi qua tôi quánh sau lưng đó. Làm được không Hero? Đó. Vũ đi, vũ đi, vậy vũ đi, vũ vũ đi, vũ đi, vũ đi, vũ đi. Vũ đi. Ừ. Rồi xong bay được rồi. Tôi cứ giảm thì kêu tôi nghe nó quá. Tôi nghe quá. Đứng nó lo nó giảm. Ngu. Thấy chưa? Kêu chiến thuật là vậy đó. Chơi chiến thuật lên. Đây, mua tráp nè. Cuối rồi, cuối. Đó kim cương đầy đủ quá. Đây, kim cương đầy đủ mà ngu quá. Đây đây, tôi có hai cái lốc cầu luôn nè. Thấy không? Ê, cái này là đánh chậm mà đánh nhanh vậy? Tụi mình đánh chậm á. Mình đang đánh chậm lắm á. Ý là cái này là combo chậm hay là combo nhanh á? Để... Cái click của mèo á, mèo đang xài là combo chậm. Trời ông bà ông giải là bây giờ tôi đánh nó chết cái gì. Rồi nó đâu rồi? Không biết thằng cuối đâu, không biết. Trốn rồi. Trốn rồi, trốn rồi. Nó đang chơi trò chờ đồng ra hết vậy. Ê ê có thằng đào đâu. Để đào đào đào. Rồi. Đào đào chứ đây tôi 16 các bạn đây, 16 các bạn đây. Nó đang ở đâu nhà mình không? Nó đang nhà mình không? Mình chứ đâu? Đang trong nhà mình. Rồi tôi chở các bạn lên quá trời luôn á, tôi chết rồi, tôi chết rồi, tôi chết rồi. Nó trên cao á, nó trên cao á. Sao mà để kệ nó chạy nó biết, nó chạy nó biết. Mang tao vàng, mang tao vàng. Trời ơi trời. Đâu? Chạy thiệt. Trời ơi. Nó chạy nó biết kìa. Rồi. Con đi đâu rồi? Chạy đi đâu? Chạy chạy dí nó đi rồi, dí. Từ từ lấy lốc chạy đâu. Thằng này nó đặt lốc cao. Có đồ chọi đâu, có đồ chọi ra ra biết lẹ, ra biết lẹ ba thằng ra biết lẹ. Đặt lốc ra biết lẹ. Rồi rồi đúng rồi, rớt rồi, nó xuống quýnh nó thì đâu. Ui da, sao rồi. Nó kẹt đầu quýnh nó, quýnh nó, quýnh nó. Rồi xong Hero yếu tay rồi. Combo nhiều quá. Chưa kịp đổi rồi kéo sang kia. Rồi đừng, đừng, đừng đi lẻ, đừng đi lẻ. Chạy ra mít đi. Ra đi, ra đi, đằng nằm rồi. Thắng thôi cũng được. Thắng thôi cũng được. Trời ơi trời. Xui thiệt chứ. Ơ một đống cá bạc luôn. Ê có mua cái kiếm á, chứ mua cây đó là chết chị. Sao mẹ không mua giáp nữa kìa, nhìn ngứa thiệt chứ. Đi vô mua giáp. Đi vô mua giáp nữa. Bay theo nó đi coi đi đâu. Ảo thiệt. Có mình nó chơi luôn á. Thì bay theo nó đi coi đi đâu. Gì trời. Thì đi vô mua giáp. Nó đang chạy về vàng, nó đang chạy về nhà vàng, nó đang chạy về nhà vàng rồi. Ra lẹ. Nó đi mua. Nó mua kiếm kim cương hay gì á. Có mua cá bạc theo không? Không. Ủa sao kìa. Nó đi đứng thật là mệt quá à. À rồi. Đi đi. Thắng thôi cũng được. Tự nhiên. Tôi nhìn. Nó đi nó đi. Nó bỏ thêm 20% tốc độ. Giờ 20% tốc độ nữa. Còn đi riêng nữa. Nó đâu? Nó đang ở nhà vàng, nó đang ở nhà vàng. Này nó vô nó đi, chắc nó đi mua kiếm kim cương nè. Đi hồi chắc té chết quá lâu rồi đâu có đi được đâu. Đi đi chung đi. Chung đi, cứ ra đứng mít đi. Rồi mua cái cục chọi á, có mua cục chọi không? Đó có một cục chọi. Rồi nấp đi, nấp đi, nấp đi. Nấp đằng sau cái nhà này nè, rồi đè ship nấp đi, đè ship nấp, đè ship nấp rồi. Từ khi này xài tracker thôi. Không là nó không biết đâu. Nhà vàng. Nè, nó mua thuốc, nó mua thuốc. Rồi, nó mua thuốc, chắc là mua thuốc nhảy cao, các kiểu đồ, thuốc chạy nhanh đồ á. Từ từ, canh nó nè, canh nó ở đây nè. Nó đi hướng này, một là đi hướng này, hai đi hướng này nè. Phan cho nó một cục. Nó ra mít. Rồi, nó ra mít. Tung thuốc tàng hình. Rồi, nè, nó đây nè, để tôi bing nó cho, nó nhảy cao. Rồi, nó đang chạy đây nè, tôi bing nó nè, nè. Rồi, quăng cá bạc ra. Quăng, quăng nhiều cá bạc ra. Sau lưng mèo, sau lưng mèo. Đúng rồi, quýnh nó. Cái gì, cá bạc làm cái gì đây? Lắc, không hay. Trời trời, cái cục đó, cái cục đó lạ. Đừng có hối quá, không sao. Sao mua tao vàng? Chạy nhà đi, lấy em rồi chạy nhà đi. Hai hằng chạy nhà đi, chạy nhà đi. Nó lấy cầm cái cung á. Trời ơi, cái cung nó dởm lắm. Sao chạy nhà chơi, chạy đường xanh lá, chơi đường khó vậy? Cái đường về nhà, nó... Rồi luôn, xong luôn. Xong luôn. Cái nhà mình đường này mà. Cái nhà mà đường này, chơi cái đường khó. Chơi cái đường mà nó dễ quá cái nó ở đây,
thì bạn giỏi bạn sống bạn chơi đi. Thôi chết rồi. Thôi ơi. Qua trận khác đi, qua trận khác đi. Em nhảy xuống luôn nha. Thôi đừng, đừng. Mình gọi là mình ao chứ mình có nhảy xuống nữa hiểu không? Mày nó hên cho nó. Mày may mắn lắm con trai. Mắn lắm. Tôi phải sắn tay áo lên như thế này mới được. Gõ cái nhà nó rồi. Gõ cái nhà nó rồi. Chẹo. Này lúc mà một vết ba. Không sao, làm nó được. Nhà nó xong thì mình ráng mình sống chút nữa, mình ra mình dứt nó luôn. Thì ra rồi đó. Không thì lúc đó thủ nhà là được rồi. Thì đang về đó. Không về chết thì mình về. Đưa 10 em ở rồi đó. Ai biết đâu. Mày đưa 10 em ở rồi có ai ke nhà đâu lắp được cái giường đó. Đưa lắp, đưa bà lắp, đừng có đứng nhìn, quăng thẳng bà lắp xuống. Ừ. Quăng thẳng xuống hố luôn. Quăng thẳng hố rồi mày đấm cho bãi giật luôn. À, vàng nó chuẩn bị ra mít. Rồi mèo sủi luôn rồi. Đang đứng với em rồi. Vô đây. Mặt con này vô đây. Đặt lắp. Ê, cái gì vậy trời, hero phim thằng nữa đó. Ủa sao mình quýnh nó rồi, nó quýnh nha nhá là hai cái. Rồi, nó rớt luôn rồi. Rồi, vàng đang cắm đầu qua nhà mình á. Ủa, vàng đặt lắp nhanh tay với ta. Lấy hình lóc đi, lấy hình lóc đi. Ông có lấy kim cương không? Không, lấy kim cương. Vậy tôi qua lấy kim cương chỗ vợ. Nó qua tới nhà mình luôn rồi. Mèo cũng vô đi. Qua lấy kim cương đi rồi, qua lấy kim cương. Lấy rồi, lấy 30 cương về rồi. Red chết. Vàng với ông đang solo rồi. Đúng rồi. Giờ nó chạy hôm nay rồi sao vô? Non lắm. Ui, sao mấy mẹ nó bay vô ngược vậy ta? Lúc nào mà rejoin được không? Tôi bị kẹt trong cái áp ca rồi. Sao mèo bị gì mèo văng ra vậy? Là tôi sủi á. Bị đi. Ôi dâu, nó qua nhà mình kìa. Hay quá. Đây, mình ra. Ừ, nó cấp lò 1 rồi nghe. Nổi trận đi cho tôi vô với. Tôi bị áp ca rồi, bị vô khu vực áp ca rồi. Bị áp ca rồi. Em mới xem quảng cáo rồi, cảm ơn em nhiều nha. Thăm ngu. Wow, cái map này đẹp quá vậy. Map này đẹp mà dễ chết lắm. Nãy mình chơi map giống vậy nè. Map này hai trụ lấy em rồi. Map này sushi gì nhìn ngon quá vậy. Hồi vô nó cút mình á. Vô. Wow, ngon quá. Mít dai mong được anh rep một lần. Rep em luôn nè. Mít dai. Sorry mấy bạn nha, mình đang tập trung, mình đánh quá mình không có kịp trả lời bình luận của mấy bạn á. Bây giờ tôi lắp theo kiểu tôi chứ tôi thấy lắp theo kiểu của tào lao đây đi mấy đứa. Trời ơi. Lắp theo kiểu đánh hút tào lao á. Luôn. Vàng nó qua kìa. Vàng qua bên tay trái nha. Đây có đồ, map này nhiều đồ lắm. Map này tỷ lệ rất đồ nhiều hơn bình thường. Rồi để con vàng nó muốn qua nhà mình không? Vàng nó đi một phát hai đường cửa kim cương luôn rồi. Vàng nó qua đánh nhà mình nha hero. Về nha hero. Ok. Vàng qua. Rồi lắp vô, lắp vô lên đi. Nó đặt lắp luôn, nó đặt lắp lấy luôn á. Còn hiếu kiến nha. Tôi lấy kim cương nha. Rồi lấy đi. Mấy này làm gì nhiều lóc vậy ta? Mấy này không lắp nhà luôn cái gì vậy? Này đặt lắp nhanh tay với ta. Cái gì vậy trời, thiệt luôn á. Thấy đặt lóc đứng vô trong rõ ràng mà mới bị văng ra được à. Vô lý thật sự. Vàng đó, nó đang cái đầu mình kìa. Trời ơi, tao lắc dữ vậy. Vàng cái đầu á, nó nhảy lên hả? Dạ. Bố máu. Rồi xong. Ơ, thấy, tôi thấy tôi văng ra đã đời xong rồi tôi lại hồi sinh. Ừ, lắc mà, hiểu thôi. Nó cấp lò không nha? Nó cấp lò đi. Sau lưng nè. Tôi có 6 vàng đây nè. Rồi, 6 vàng cầm nó đi. Cái nhà động dữ trời. Bỏ thùng nữa nè. Vàng đang đi quánh mấy nhà lận. Map này nhà đẹp quá. Đủ chưa? Chưa, còn thiếu nhiều lắm. Đi ra. Rồi, full. Rồi, mua cầu thang. Hero, cầm cái cục chọi phan qua nhà vàng được không Hero ơi?
Ông, tôi đang sau lưng ông nè. Đỡ, ê, mẹo nhà có 40 cục sắt không mèo? Mua cục chọi phan vô cái nhà đi giùm tôi đi. Phan qua bên đây giùm. Phan qua cái nhà của nó, phan qua cái nhà của nó, phan vô cái nhà của nó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không đủ tiền đó. Rồi, cứ eco, cứ eco, tụi tôi đang phá. Nè, em có 40 sắt sau lưng chị. Rồi, phan đi, phan vô giường nhà đi. Nó đang phá nhà giùm hả? Nhà nào? Ủa, gì kỳ á? Nó đập kìa. Nhà vàng. Nó lắp ở bên trong lại đó. Rồi. Rồi xuống. Rồi. Ủa cậu Hàng dán sao? Rồi, bung giường. Ủa gì kỳ vậy? Sao có hàng phá nhà vậy? Ê, từ từ. Không rồi, giết rồi. Ủa, không lẽ phan? Cái tiếng bịch nào vậy? Em rớt. Không lẽ phan? Giảm lắm. Cứ lắc hết lên. Ủa? Ủa? Cứ lắc hết vô. Ủa, phải phan không? Ra tín hiệu đi em. SOS, lắc hết vô, cứ chỗ nào đóng lắc hết vô. Phải phan không? Ra tín hiệu đi em ơi. Sao vậy? Tôi ông sợ. Điên hả? Ông mở giường ra, ông mở giường ra. Ảo. Tôi nói nhìn thấy kỳ kỳ. Tôi tưởng đâu là nó đang lắp giường nó lại, nó mở ra block khác ra nó lắp giường lại. Ôi trời. Sao ta? Điều chưa. Hình như cái phiên bản này là phải quánh chậm á, tôi xài bản 1.8, tôi tưởng là tôi quánh nhanh là ổn mà nhà phải quánh chậm á. Không chịu vậy. Mua kim sắt. Đổ qua đấm vàng là xong rồi nha. Vậy mình đấm vàng mà. Không, giờ đỏ giết thằng cuối cùng của vàng lúc nãy á, rồi lấy hết tài nguyên rồi. Giờ cầu thang á, thằng nào chứ mình không có hưởng tài nguyên của vàng. Cho nó mít đi. Nó sẽ rất là khó chịu. Biết là dướng là khó chịu, làm thêm cái hồ đổ nước vô nữa. Xây cái hồ lại, lấy cái block kính xây cái hồ lại đổ nước vô. Lấy block kính xây nha. Lấy block kính sao lưng. Lấy block kính thì mày. Thì ông dầm đi, tôi cầm 6 kim cương rồi. Rồi, trái rồi. Cái này sao ta, tôi quánh chậm cũng được, quánh nhanh cũng được. Rồi, đỏ đang bị xây ra trời, quánh quá trời. Ờ, như quýnh nhanh bằng ổn hơn á. Đỏ băng đang qua nhà mình kìa. Bạn kiếm nha. Ơ, vô lý gì vậy ta? Sao vậy ta? Eo ét kìa, quá trời luôn. Anh giết em rồi, chút hanh. Trời, thiệt luôn. Kìa, đỏ lên trên đầu mình kìa. Đâu? Ủa vậy hả? Ủa vậy? Dạ. Ủa vậy? Dạ. Dạ. Quách. Nó ngẩm rồi. Đừng có nhảy vô quýnh hoài. Remy này nó vô trì lắm. Nó quờ vô không trung luôn. Quýnh bể hết lóc của mình luôn. Lẹ, mua lóc kiếm với cái lóc kia ra đây, mua lóc kiếm. Đây, để em bắp cái lại cho. Nhanh, mua lóc kiếm trước. Lắp đúng rồi, lóc kiếm luôn. Rồi, lắp cái đó lên. Còn đấy. Tôi còn tống đồ đây nè. Rồi, để cậu Hàng chắc vô tiếp. Mày cấp giáp đây nha. Làm gì tiếp? Đây hả? Nè mèo, tôi cho mèo này nè mèo. Nhìn tôi đông đường đi. Mua đồ để em đặt. Mua cây cung đi. Tụi mình mua cung xong rồi tụi mình chơi thủ nhà không? Rồi tụi mình sống được bao lâu? Tụi mình làm cung điện không? Làm cung thủ. Cung thủ à, mình phải lấy kiếm được mít chứ. Thôi à, chút nữa mình đi vào. Ê, không xây ra mà lót nữa. Xây vậy chặt quá không? Ủa, sao xây cái hồ thì mình xây chặt chặt chứ chủ yếu là nước không lan vô cái đầu mình thôi. Chứ gì xây gì cho rộng vậy, tức là hồ bơi hả? Ok. Là hồ bơi thiệt hả? Mua cái cây cát len á. Mua cây cát len đó mọi người. Lúc nào cũng phải có cây cát len nha. Đúng rồi. Ok. Sau khi có cây cát len này mua cái hiệu quả cây đào không? Thằng đỏ qua nhà mình, đỏ qua nhà. Thằng đầu hay đỏ đầu. Rồi em bắn cung bắn đi. Tôi đang bắn đó nè. Nó vô nhà mình nữa nè. Đúng rồi. Ấy á. Hay thiệt chứ. Kìa. Nó yếu lắm rồi, nó yếu rồi. Nãy giờ tôi lấy cái cung vàng tôi bắn nó đau lắm rồi. Mẹ tôi đưa mèo năm cục chọi, mèo thấy không? Thấy rồi, đang nằm đây. Ở đâu rồi? Đây. Chết rồi. Kiếm đâu rồi trời. Bye. Ngẫm chưa? Bay hai thằng, còn thằng ở trên nóc nhà không? Thiệt luôn hả? Thấy thằng chết rồi. Để tôi mua cái này là biết liền à. Remy, đừng đánh mấy các bạn nữa, không cần thiết đâu, đi mua cầu thang lẹ. Rồi lấy kim cương thêm đi mọi người, lấy kim cương thêm đi mọi người. Đây. Ê, nào đập kia vậy? Tôi á, tại vì cái này nó bị chắn chỗ rồi. Hero lấy kim cương bên đó đi Hero. Rồi. Nó đã miết rồi, không ổn tí nào hết. Lấy con hang lắp lên lại, đó có cậu hang đặt tim ti vô đỡ rồi. Bây giờ nó sẽ cháy mà nó đỡ rồi. Ê. Gì vậy? Bám kim cương nha. Tức, tôi đem bốn cương ra tôi bá giật. Bá giật quá giỏi. Mất luôn cái cung của tôi luôn. Nâng cấp cái lò đi. Vàng luôn. Cung
vàng luôn. Tức tức thật chứ. Đúng rồi, là cái hồ nước vậy đó. Cái lò phải không? Thằng đỏ nó đi qua ba nhà lấy đồ luôn kìa, nhìn ngứa thiệt. Khó chịu thiệt luôn. Sao đi mày đứng trong này giờ mà ông đó hoài á? Em đang mua đồ á. Nó trả lời cho mèo nghe một câu nghe uy tín không? Ủa rồi sao cầu thang này nó bị gì vậy ta? Thiếu hay gì vậy? Cầu thang này nó làm nước không chảy. Không biết thằng đỏ nãy giờ nó gom bao nhiêu emerald rồi. Trời, nãy giờ nó không có nào gom emerald miết luôn. Ủa thì đâu cầm 4 emerald vàng này đâu. Lấy lại đi. Kẻ cho tôi nhanh. Rồi 8 emerald nè. Quýnh nó thì đâu quýnh nó. Chặn nó lại. Ông về đi. Rồi về là phải dỡ nhà, sửa nhà hả? Nâng cấp. Đó yếu lắm rồi. Nó đang dí tôi không? Không dí. Đó yếu rồi, tôi quýnh còn 1 máu à. Mít yếu. Yêu. Chàng đỏ đang qua nhà mình nha, đỏ đang qua nhà mình. Đỏ, hai hàng. Ôi. Phun nước nhà. Cái đầu mình kìa. Ra. Chết tự nhiên tôi mua cá bạc để làm gì trời. Nhảy xuống chưa? Chưa, nó còn trên đầu kìa. Nhảy xuống rồi. Ê! Nó mua củ nước. Rồi xong. Rồi. Mới mua mấy ly nước, nó mua cục hút nước cái hàng khốn nạn. Nè, nhà mình còn nhiều đồ lắm. Thật là hèn hả? Nó làm gì bắn cung mình á hả? Vô lưng vô lưng của nó thả qua hả? Đê tệ thật sự luôn. Nó đâu, nó đang đứng đâu? Nè. Chỉ nhau cái gì vậy? Rồi, xong. Rồi. Mày nó đu dữ vậy tại. Tôi tổng gì mà hay gì? Mèo, em ở đồ trong nhà. Sao đứng đó nhìn vậy, nhìn nó chứ vậy để không đổi xử nó. Mới chọi đồ. Rồi giờ dỡ giường, lắp cái giường lại nè. Nó hàng vô nhà. Ôi, vô mít. Đó kìa. Nó đang đào kìa. Mày. Ôi da. Rồi thôi, ban nè. Ôi, hên quá. Tôi làm cho đầu chậm, tôi lúc nào cũng mua đầu chậm hết á. Giữ cái nhà để mua đồ, nó lắp lại lẹ. Rồi, giữ đồ. Em đứng ở trong nhà. Tôi đang giữ rồi, này lại nha. Rồi xong, giữ đi rồi, giữ. Giữ là giữ bà ông giải nào. Nè, nó đây à. Nó đâu. Đây trong một khúc. Này, bên tôi nè. Rồi đang đâu ạ? Nè, bên coi kim cương. Tôi giữ chính kim cương đây nè. Nhìn cái nhà giùm cái nha, tôi đang dỡ giường ra đó. Nó vô nhà nữa. Quýnh nó phụ. Tôi đang giữ đồ, không đánh được. Chạy đi mèo. Rồi. Ôi, tôi quăng các bạn. Nó nhảy vô nè. Thấy rồi. Bay giờ rồi. Nó bay giật chung tôi rồi. Vậy rồi. Tôi đang giữ phụ mèo cái. Ý, trời. Rồi, còn 1 bước, 2 bước nữa là xong. Rồi, xong. Không chưa? Nắp đồ lại thôi. Chờ. Còn cái túi nữa, còn cái túi nữa, ngay chỗ lóc này nữa là xong. Ok. Rồi, xong. What? Hết lóc hả? Dướng vậy nè, thiếu à. Rồi, đỏ, đỏ chạy ra mít kìa. Dướng rồi. Phải lấy đồ đào ra. Mau lên, làm gì là mau lên. Rồi, để vô nâng cấp thì cúp lên cái nè. Không có tiền, sợ khổ. Mới tới cấp vàng hả, thiếu cấp. Đào mất lóc luôn. Cái gì trời, thằng này nó hắt cái gì vậy trời? Gì vậy? Nó quýnh tôi dính cứng ngắc vô tường luôn. Đúng rồi. Ảo thiệt chứ. Rồi, full. Rồi, full rồi, được rồi. Rồi, lắp lại, rồi. Ra nảnh á. Đi lấy kim cương về, nâng cấp cái kiếm giùm thằng này luôn. Ok, nâng cấp kiếm rồi mà. Nâng cấp thêm. Full mà, một lần rồi, full rồi. Full hả, ok. Mày muốn giáp hay là lọt? Lò là ra emerald rồi. Ok, lò đi. Ây da, cái gì ông nội? Khỏi cần đổ nước cho nhà thêm ha. Đổ thêm nước, cứ làm y như là bình thường nhé. Cứ làm hết y như bình thường luôn. Nè, nói nè. Trước đổ không?
Ơi. Sách cái gì? Ôi nó đây nè, nó đây nè, nó đây nè. Mày đào 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 đào. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Nó còn sống không? Nó đâu? Nó chết rồi, nó chết rồi. Nè con thằng đỏ đứng xuống cung kìa. Nhưng mà nó thấy được bí mật gia truyền nhà mình rồi. Thấy chưa? Thấy rồi, nó dở rồi, thấy rồi. Quả hồng bằng nhiêu. Rồi, bay giờ rồi. Lắp lại, lắp lại. Trời ơi, nó mua giáp kim cương rồi ông nội ơi. Ai hẳn quýnh tôi ông nội ơi. Quýnh bay liên tục luôn ông nội ơi. Mình hút dạ đi tội quá. Ồ. Nó quýnh chết tượng luôn. Anh chữ đó hả? Ờ, này ảo quá hả? Rồi, giờ vô nhà nó bắt chưa? Chưa. Khổ gì ta. Đỏ muốn qua mình nữa mọi người. Đây. Quay tiếp thôi. Mua cục đào chậm. Lúc nào cũng phải có đào chậm hết á. Đào chậm có chịu lắm. Phải xài cả kim cương biết giờ. Yeah. Nên mình là khu phòng thủ. Thì mình không có đủ kim cương. Kim cương kìa. Cắp cái lò đi. Có qua kìa mọi người, sắp tới rồi. Để cho nó thoải mái đi. Nó qua la lên nha. Tới là sẽ tới nửa đường rồi. Có đồ chọi không? Vô lấy đồ chọi. Thôi nửa đường rồi, thôi nửa đường thôi, không có đồ chọi em hết. Lấy đồ chọi. Tới đâu vậy? Tới rồi. Tới luôn rồi. Tức gì là? Sắp tới rồi. Rớt rồi. Rớt rồi. Rớt rồi. Chưa rớt, chưa rớt. Tới, 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 tới. Rồi. Rớt chưa? Rồi, nó rớt lại đang đứng ngay giữa đường á. Ê, này, thằng này, nó bên hông nè, nó bên hông nè. Rồi, hàng. Rồi. Thôi bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi, nó dụ á, nó dụ á. Sao tôi không có đồ, tôi không có đồ, tôi không có đồ. Đừng dí một thằng. Ôi, trong nhà nó quýnh ngay thiệt luôn á. Ờ, này, 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 quýnh. Này nó quýnh ảo lắm, này nó quýnh ảo lắm. Nhà bà rồi, quýnh tôi dính trời. Kệ nó vô kìa. Ngẫm tôi tỏi à. Rồi, 3 giờ rồi. Chơi hay quá. 3 giờ rồi. Ê, đi mua cái cây. Mấy này quýnh ảo lắm. Cái cây đánh giặt á, Ruby. Ê, lấy, quăng quăng một emerald ra, quăng một emerald vô rương giùm cái. Quăng 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 vô rương nha. Nha. Rồi rồi, cứ quăng một rương em viên em vào vô rương giùm. Đó quăng rồi đó. Quăng chưa? Rồi cảm ơn. Qua nhà nó cho nó banh giường lại. Ờ vàng này hút. Thôi khỏi 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 khỏi. Xong rồi. À! Trời ơi đồ. Không. Tôi vừa mua cái trứng chọi đường xong rồi tôi làm mất cái trứng rồi. Giờ rớt sao? Chứ. Sao đặt lóc qua được đây? Mày đặt lóc ra mít rồi. Đường bên bên đó có đường qua không Hero? Có đường ra mít không? Không có hả? Nói chung là bắt từ từ thì qua được. Ủa tôi nghĩ nó chọi tôi quá. Rung rung. Qua rồi, qua nữa. Qua nữa chưa? Nè. Âm thầm đi. Tôi đang qua. Đi ngang qua thì chọi ngang được chọi thẳng mặt. Con này thật là đáo để. Ê đứng ngoài canh, một người vô một người canh. Đừng vô hết vậy. Vô kìa nó qua. Ê, rồi, vô rồi nó qua. Ở phía trước. Nó tới rồi nó chạy à. Mày. Nó vô nó pha trap á. Lấy cái gì vậy? Cái gì đi mày. Ủa nó hả? Đứng vào nó vô mua đồ tiếp. Đứng vào nó tiêu. Quân mỏ luôn được. Được. Quân mỏ nó cũng được. Ê mà thiếu hai kim cương nha. Đứng vào nó nha. Thiếu hai kim cương. Lấy tấu vàng nè. Ê lặt vô lấy tấu vàng ăn. Nè. Nó bắt giường rồi. Qua, chết một hàng rồi. Cái gì hết dây gì nó cắt lò kim cương ba mà. Ông nội đi gì vậy? Ồ. Con đi báo sao hết dây nữa, báo info gì vậy? Nó full giáp cương rồi. Nhà nó đối diện nhà mình đúng không? Đúng rồi. Chạy thẳng luôn, nhà nó chạy thẳng qua bên bờ bên kia luôn á, nó tới. Ôi, info ảo vậy chứ. Info sắp hết dây rồi. Mà lo thôi. Nội quăng info kiểu đó ai chả lo ông nội. Thôi nói có gì đâu. Làm gì dữ thế. Bình tĩnh nào. Nó mới delay em mà rổ mít xong nè. Nhớ nha nâng cấp mua con trap nha. Mình nhớ nâng cấp xong mua con trap nha. Có em rồ mà. Lo cho cái em rồ nè. Ây da. Cái gì bắn dính vậy trời. Nâng cấp kim cương tiếp, nâng cấp full giáp chưa? Giờ
vậy trời? Tới rồi, tới rồi. Tới nữa rồi hả? Ủa? Cái gì? Cương hết trơn rồi. Tôi lấy nè, tôi lấy, tôi đang đi cấp giáp nè. Ai xài đồ? Nó cấp giáp nè, tôi mua tráp cho nó cấp giáp. Cái đó ai xài đồ chọi á chứ ai tới đâu? Ờ, nó thì nó chắc nó chọi qua hay gì á. Kiếm gì bà ơi? Bên đó còn 3 đứa. Bây giờ nó ở nhà luôn rồi, nó ở nhà luôn rồi. Cái lò đó. Để nha. Có con nào chạy ra mít chạy qua chạy lại ngó được không? Tôi đang chạy qua nhà mà luôn. Ờ, móc móc sau lưng cũng được. Mẹ có nhiều trap trong người. Trap cũng hơi nhiều á. Nhiều đúng không? Nhiều rồi, ok. Lạc thì đâu đó. Em đang đi ngó. Tôi có cả chục cá bạc à. Ok ngon. Thì đâu có đem kim cương gì nữa không? Có một kim cương vậy. Rồi ấp ấp full lò rồi. Ok full được rồi. Đang từ nhà bà Lưu đặt lắp đi qua cái mít kim cương. Ủa ở ngoài đường có nguyên cái mít đi vô thoải mái luôn mà. Ờ tôi đi vậy tôi sợ té. Tôi tự đặt đường tôi đi. Ảo thật đấy. Bây giờ giáp mình đang cần bao nhiêu kim cương? Giáp mình á, mười mấy viên á. Mười mấy viên phải không? Ờ. Để tôi về tôi nâng luôn cho. Rồi này nó nhà nó không biết nó nâng cái lò nó nhà tới đâu rồi chứ. Bây giờ vô nhà nó là nó y như là bữa tiệc trong đó luôn rồi đó. Mạnh lắm. Này nè, tôi đang qua tới cửa kim cương nhà đó rồi nè. Ok, ngon. Rồi qua đây không? Qua đây không? Đi từ nhà mà luôn qua. Không, 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 không. Rồi tôi lấy được 8 viên kim cương nè. Đem về nâng cấp giáp đi. Ok. Nào chỗ gì chỗ quậy ta. Sống gọn. Biết rồi đó. Ê, tôi đi từ nhà. Phải 20 viên rồi, có phải mười mấy viên đâu. Tôi đi từ nhà Blue qua nè. Lấy được kim cương bỏ vô lò nha mèo. Ê, nó đang ở giữa nha. Rồi, một bàn. Nó đang mít, nó đang mít. Ok, để cắt mít, để ra kiếm đó. Để cắt thêm đồ vô đưa, phải chạy về luôn. Ảo gì đây, ảo gì đây. Rồi, các hả? Ảo gì đây, rồi xong. Ê, để đang về, tôi quýnh còn hàng cuối á, tôi quýnh còn đúng một hàng cuối cùng á. Ủa, tao nó làm khó quýnh á, cái thằng mà quýnh bạch trạng á. Này ảo lắm, này ảo mà Canada lắm, quýnh nó đi. Sao sao vô đâu được không được. Tắm áo nó giết hết rồi. Ok tôi đang qua tới nữa nè, tôi qua tới nữa nè. Đó yếu rồi. Nè kim cương nè. Cái gì vậy trời, 10 máu. À bốn kim cương. Nó qua nhà mình, nó đang qua nhà mình, nó đang ăn táo vàng. À rồi rồi. Tắm nó rồi. Qua đây luôn anh. Qua đây luôn anh Trang. Ờ qua đây luôn anh Trang. Ờ đúng rồi. Ờ. Lẻ không kịp, lẻ thôi đồng ra. Kịp giờ đồ 2 hả? Lẻ thôi đồng ra lẻ. Ủa gì mọi người chọi gì nghe nó nhiều hứng à. Nó vô nhà nè. Rồi nó vô. Nó đây nè, nó đây nè. Trời ơi, dăm ba cái con này, trẻ trâu. Kiếm nó. Rồi đây. Đập. Dính cái nào dính cái này không bằng nhóc. Dính cái này không bằng nhóc. Ừ. Dính rồi, mấy cái bốn người dính quá. Nước. Sao lúc nào thắng chị cũng phân thân tùm lum hết vậy? Dính cái này không? Trời ơi, tôi đè nó vô vách tường. Cái đường kim cương nữa rồi. Trời ơi. Nó quá trời. Thắng được nó đã. Trận này chơi vui quá. Nghỉ đuối rồi. Cầm hết nổi rồi. Mạnh quá. Ừ ơi. Mày quýnh dính đó. Nhưng mà dính xuống vực. Mọi người nhớ là tụi mình stream chỉ có ở YouTube Red Hot VN thôi nha các bạn. Sao mà quýnh dính thiệt luôn á mấy bạn. Cách nào ta? Cách nào mà mình không cần nhìn được người khác mà mình quýnh được người ta ta? Không biết. Ờ, tôi nghĩ là do game lắc nha, kiểu tôi đứng bên hông nó nhìn thẳng mà tôi biết là tôi dính đạp mà tụi mình dưới tường. Hút. Rồi F5 lên, đưa cái mặt mày ráp ra. Tức. Đưa băng mặt mày ráp ông ra, mày ráp. Mày ráp là sao? Cái màn hình đó, hiểu không? Gắn cái đầu ông vô đây, gắn cái đầu vô đây. Gì vậy? Gắn vô nhìn cho mắc cười, gắn cái đầu vô. Gắn cái đầu vô hả? Ừ, gắn vô nhìn cho mắc cười. Ừ, khó thiệt chứ. Hay rồi. Vô nè, ý là vậy không? Ừ, đó. Vô. Ảo mà Canada chưa rồi. Đó. Ok. Bà thấy được mặt tôi chưa? Đó, thấy chưa? Phải vậy. Sao em không donate được vậy? Ủa bình thường mà mọi người. Mọi người qua bên tay bên này của mình nè. Đó, mọi người thấy mình chỉ không? Cái link á, play là đùa. Ôi ơi. Quýnh hai trận không mà nó khó thật sự. Mấy ông nội nghe. Có gì thắng rồi. Mới thôi. Hello Tướng Em, hello Gia Hân. Hình như Tướng Em này là bạn mới tham gia hội viên đúng không? Đúng rồi.
ấy hình như là tham gia hội viên được một tháng là sẽ được đổi avatar mới á. Update gọi update là avatar. Không phải avatar. Cái đó kêu là cái gì huy hiệu. Huy hiệu. Được update huy hiệu. Tôi nhớ đó tôi có bét dẫn đi vòng vòng chơi vui lắm, bét tôi đâu rồi ta? Bét nữa, bét của mèo nè. Lên đi mèo. Nè, tôi lên rồi nè. Bét của tôi nè mèo. Đâu? Bét đâu nè, bét tôi nè. Báo thiệt sự không thấy được gì luôn. Con này là gì vậy? Này của ai nè? Ôi. Anh vô và lóc rút đi update 20 đó. Hello Toby, chào sếp. Hello em. Hello Gia Hân. Thôi mấy bạn ơi, chắc hôm nay tôi chim tới đây rồi quá. Mọi người nhớ là tụi mình bị tiền đình này. Hôm nay là ngày 31 tháng 1 2024, tụi mình đang stream ở YouTube Red Hot Band nha mấy bạn. Đuối quá bạn ơi. Tụi mình không stream bất kỳ nền tảng nào khác, đặc biệt là TikTok. Vậy cho nên mấy bạn đừng có bao giờ xem livestream TikTok mà mấy bạn thảo qua ở nhà đó, không phải là tụi mình đâu, mấy bạn đang bị mấy thằng lừa đảo cái lừa đó. Chắc bờ mạng bị lắc các bạn, không sao bờ bị lắc á. Em đăng ký cho 50k cho mèo vui quá trời. Ủa, chắc là nhiều hội viên cho tôi lắm luôn, phải đi kiểm tra ngay mới được. Thướng như trời. Đâu, mình phải đi kiếm mấy bạn hội viên mình coi. Thôi, để ngày mai đi, ngày mai mèo stream, mèo sẽ stream gì ta, sinh tồn sở thú. Đúng rồi, mèo sinh tồn sở thú, lúc đó là mọi người có thể qua bển tham gia hội viên của mèo với donate cho mèo nha. Lúc đó là Nhi, nói là Nhi, hồi nãy bạn Nhi nè, đó nói là sẽ tặng tôi 3 gói hội viên cao nhất luôn. Trời ơi, đô đốc hãy tặng tôi nhiều lắm nha. Đã giờ bao nhiêu bạn rồi? 1, 2, 3 bạn, đô đốc hãy tặng thêm một bạn là Phương. Bao nhiêu bạn tham gia hội viên của mèo rồi? 7 bạn tham gia hội viên à? Mèo còn lâu lắm mới đạt tới cái vị trí của tôi. Tôi tới cả trăm mấy bạn lận. Chúc mừng bạn nha, nhưng mà đại đi, tôi sắp được. Ok, 50 gói hội viên. Trời, bạn nào? Cái gì đồ quốc 50 gói hội viên vậy? Hả? Gì? Thôi. Bạn nào đồ tặng tôi 50 gói hội viên? Hello Nhi channel, Nhi em channel. Trời ơi, cảm ơn tham gia hội viên nha. Tặng mình 50 gói hội viên chắc mình bật stream liền quá. Nghe xong cái tôi muốn sang chấn luôn. Thôi hôm nay tụi mình stream tới đây rồi các bạn ơi. Căng thẳng quá. Nghe xong thèm stream nữa ghê. Bính trong cái tôi muốn hết sức luôn. Bớt thiệt á, mà công nhận chơi Betway thì nó vui, nhưng mà mỗi lần thả ra xong là như người luôn á. Kiểu như đầu óc tay chân mình phải suy nghĩ đủ được. Ủa cái gì mà tôi có 50 gói hội viên 2 triệu rưỡi nè. Gì? Ủa tôi có 50 gói hội viên 2 triệu rưỡi nào. Ủa gì gói hội viên không cao vậy? Tôi làm gì có gói hội viên nào 2 triệu rưỡi. Ảo ma nha. Trời ơi, cướp biển nhí nhố nè và không, ý là mấy bạn thôi. Ý là mấy bạn nói là 50 gói là tổng cộng là bao nhiêu đó đó, hiểu không? Hiểu rồi. Trời ơi, ngồi nói chuyện bạn xíu rồi. Hello. Sao không thấy Hackerman Tiểu Ngọc à? Hackerman Tiểu Ngọc nay đi làm nè em ơi. Nay Tiểu Ngọc đi làm rồi nên Tiểu Ngọc không có đánh được nữa. Nãy giờ tôi để cái bảng này che cái comment lại, nãy giờ comment nhỏ xíu tôi đọc không được. Bực mình thiệt. Vậy hả? Bye anh rồi, bye mọi người nha. Mọi người nhớ là có nhu cầu mua bất cứ gì của Roblox. Đà cái gì ta? Roblox nè, Lockroot nè, Best Cài Computer nè, cái gì mọi thứ đều ở đây. Cả mọi thứ luôn, các bạn hãy lên mèo xanh chấm ở đây. Net. Dạ ở đây. Đó. Mọi người thấy không? Trời, mọi thứ cái luôn. Cái gì cái tay tôi luôn nè. Đó, các bạn hãy lên shop ạc mèo xanh chấm net luôn, ủng hộ mình nha. Em ra vô hơn chục lần vẫn không chung trận. Hồi nãy tôi tức thiệt chứ, có cái trận đó bạn già không biết phải fan tôi không mà tự nhiên tôi quánh ông. Tôi nghi là ông đứng ông lắp cái giường ông lại bằng cái block khác. Đang chặn cái block TNT của tôi. Chứ không phải là tôi muốn đánh ông bay xuống vực. Cái ông đặt block ra hero nó sao nó đập block vậy? Tôi cũng chả biết. Thiệt luôn, lâu lắm rồi tôi không thấy fan của tôi trong Betway nha. Mọi người nhớ fan lắm, nhớ mấy bạn fan lắm. Nhớ cái vũ điệu nhúng đúng rồi. Chạy qua gặp mình là nhúng là mình biết liền. Dễ thương xỉu luôn. Buồn ghê. Thích cái vũ điệu nhúng sao đi qua cái dở cái giường ra. Dễ thương. Cái đó là dễ thương hả? Tôi thấy vậy là dễ thương. Đối với tôi vậy là dễ thương vô đói luôn. Em đăng ký xếp tùng tận 50k cứ bị mạnh mẽ. Gồng lên em. Em ơi, em có thể nào gia nhập luôn cả cái quân đoàn quân đoàn nào ra clip mới ngày mai các bạn ơi. Có chị luôn em. Tối nay mình ngủ sớm, ngày mai sẽ có em video ơi. Tập tiếp theo bên đó của gì ta? Của bà phù thủy. Bà phù thủy mẹ quá, mình sẽ xử lý bà phù thủy các bạn ơi. Bên đó mấy bạn chỉ làm cướp biển thôi, bên này mình có tới chức đô đốc hải tặc luôn mọi người. Các bạn muốn làm đô đốc hải tặc không? Mấy bạn muốn được làm phó thuyền trưởng không? Hay. Vậy phó thuyền trưởng là tôi. Ok, bye mọi người. Bên này mình có đô đốc hải tặc nè mọi người. Bye bye. Hãy tham gia quân đoàn đô đốc hải tặc của tôi đi mọi người ơi. Ê, tôi nói hẹn nghe số hộ tôi là 0345567. Rồi, còn 3 số còn lại bạn tự đón nha, nếu bạn không tấm. Ở cái gì vậy? 0345567. Rồi bạn tự đón 3 số còn lại nha. Tôi không nói đâu. 3508. 3508.
dính lắm rồi, nãy giờ gần lắm rồi đó. Gần lắm rồi nha. Tôi suy nghĩ nãy giờ gần lắm rồi đó. Đừng suy nghĩ rồi, đừng đọc ra, đọc ra là báo. Suy nghĩ rồi, đừng đọc nha, đừng lỡ huyện. Đừng lỡ nha. Còn 4 số cuối chứ sao, 3 số cuối. Ừ, 4 số cuối. Không, không tắm, không tắm. 3, 4, 5, 6, 7 3, 5, không tắm. 3, 5, không tắm. Rồi, nói vậy thôi, cái hậu reo reo lên bếp lắm nha. Thôi à, giò thì đừng có giò vào lúc 12 giờ trưa với 12 giờ đêm. Các bạn muốn biết biết số của Lặc không mấy bạn? Cho bạn số. Cho số Lặc trước đi. Đừng nha. Lặc nó có cái chiêu, Lặc nó có cái chiêu gọi là sim tự động lock với cái số sim rác gọi. Đâu mấy bạn gọi thử coi cái sim của nó lock nổi không mấy bạn? 9 giờ rồi. Nhưng mà không có lock sim lạ rồi. Chừng nào anh có tóc lại, bạn Uyên bao. Em thấy dài là có lại. Vậy là em này là cái gì? Tóc của em sao? Em, vậy là em chưa nhắm em nhiều tóc bằng anh em không? Sao? Em nhắm em nhiều tóc bằng anh giờ chưa? Giờ lật ra mình ngồi đếm nè. Thôi nói vậy thôi. Bây giờ chú Thiều không cho số đâu. Bye bye thôi, mọi người. Tôi tranh thủ đi. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật, không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.